Con lạy cha kính yêu, chúng con cảm tạ hữu ơn Ngài, chúng con biết ơn Ngài vì tình yêu cao cả của Ngài dành cho chúng con, lòng thương xót vô biên của Ngài đầy dẫy trên đời sống của chúng con. Trời, ngày hôm nay chúng con cầu nguyện cho từng gia đình nhu cầu của chúng con. Nhu cầu của chúng con, một nhu cầu cần thiết nhất đó là tình yêu thương. Bởi vì trong tình yêu thương bắt nguồn từ Ngài thì còn mãi mãi. Amen. Chúng con cảm tạ hội đơn cha đã dạy dỗ chúng con, huấn luyện chúng con, chữa trị chúng con và nuôi dưỡng chúng con bằng lời lẽ thật của Ngài. Và chúng con đặt được đức tin của chúng con đặt trên nền tình yêu của Ngài. Chúng con giờ đây tất cả anh chị em của chúng con cùng người thầy giáo của chúng con dâng lên cha những lời ca ngợi tất cả linh hồn của chúng con. Và chúng con cũng cảm tạ ngợi khen cha dạy dỗ cho chúng con, đưa chúng con vào trật tự từ Ngài và cho chúng con có ăn học bằng sự tri thức ánh sáng của Ngài, bằng ngôn ngữ của Ngài, bằng sự văn hóa từ trời. Đó là điều mà chúng con đang tập tành và được sự dỗ bởi Thánh Linh Ngài trong Đấng Christ. Chúng con cảm tạ lời ban cho trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Đời sống từ chốn nước nguồn, đời sống đi bởi cha, đời sống do nơi nguồn nước thiên vắng ra. Đời sống từ chốn nước nguồn, đời sống đi bởi cha, đời sống do nơi nguồn nước thiên vắng ra. Ngài dò xét tâm tình, đổi thay mỗi bao suy nghĩ. Chỉ bởi nơi cha, con mong sự sống nơi Chúa. Ngài dò xét tâm tình, đổi thay mỗi bao suy nghĩ. Chỉ bởi nơi cha, con mong sự sống nơi cha. Đời sống từ chốn nước nguồn, đời sống duy bởi cha, đời sống do nơi nguồn nước thiên vắng ra. Đời sống từ chốn nước nguồn, đời sống duy bởi cha, đời sống do nơi nguồn nước thiên vắng ra. Hãy dùng con kiên nhẫn trong đợi từ nơi chân Chúa. Chỉ với nơi cha, con mong sự sống nơi Chúa. Hãy dùng con kiên nhẫn trong đợi từ nơi chân Chúa. Chỉ với nơi cha, con mong sự sống nơi cha. Đời sống từ chốn nước nguồn, đời sống đi bởi cha, đời sống nơi nguồn nước thiên vắng ra. Đời sống từ chốn nước nguồn, đời sống đi bởi cha, đời sống do nơi nguồn nước thiên vắng ra. Ngài dùng con hỡi Chúa như là hạt muối của đất. Đi bơi nơi cha, con mong sự sống nơi Chúa. Ngài dùng con hỡi Chúa
như là hạt muối của đất. Đi bơi nơi cha, con mong sự sống nơi cha. Giữ cõi lòng sâu thẳm, con xin thần linh Chúa hiện diện đầy uy nghiêm trong lòng này. Nguyện thần ngài tuôn đổ làm mọi lòng tươi mới. Lời nguyện cầu tha thiết với cha tình yêu. Ơi Chúa, chúng con khẩn thiết xin ngài đến ban nước sông tươi mát chúng con, đưa hồn linh chúng con đến với cha. Ơi Chúa, xin Chúa khiến cho mọi lòng hiếm nhận đến với Chúa với tâm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Để cõi lòng sâu thẳm, con xin tình Chúa hiện đầy bình yên trong lòng này. Nguyện thần ngài tuôn đổ làm mọi lòng tươi mới. Lời nguyện cầu tha thiết với cha tình yêu. Ơi Chúa, chúng con khẩn thiết xin ngài đến ban sông tươi mát chúng con, đưa hồn linh chúng con đến với cha. Ơi Chúa, xin Chúa khiến cho mọi lòng hiệp nhất đến với Chúa với tâm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tâm lòng vỡ tan. Ơi Chúa, chúng con khẩn thiết xin ngài đi ban được sông tươi mát chúng con, đưa hồn linh chúng con đến với cha. Ơi Chúa, xin Chúa khiến cho mọi lòng hiệp nhất đến với Chúa với tâm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Amen. Ồ, cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa từ cõi lòng sâu thẳm của từng anh chị em của chúng con. Chúng con, lòng của chúng con chứa đựng ngài, chứa đựng sự vinh hiển của ngài, để linh hồn của chúng con luôn dâng lên, luôn nâng lên với thần linh của ngài, để nghe được tiếng ngài. Ô Chúa ơi, lòng của chúng con đầy dẫy sự tươi mới từ ngài. Chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa. Chính tình yêu của ngài đã khiến cõi lòng của từng anh chị em của chúng con hiệp nhất với nhau. Hôm nay em Nam đã đến thăm em Hiến, đi một chặng đường xa, và Chúa đã gìn giữ em Nam đến nơi đến chốn. Và trong cái khung cảnh này, chúng con được hiệp nhất với nhau, một tấm lòng yêu thương, một tấm lòng biết ơn ngài. Chúa, chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa, bởi vì tình yêu của chúng con có là bắt nguồn từ ngài, và chúng con có sự sống từ ngài, sự tươi mới của ngài đổ xuống linh hồn của chúng con. Chúng con biết ơn ngài. Xin ngài chúc phúc và chúc lành cho em Nam, em Hiến, cho người thầy giáo của chúng con, cho em Thủy, cho vợ chồng con, vợ chồng em, vợ chồng Trung Chi. Và Chúa cũng làm cho tấm lòng của em Phương, chồng của Thủy, và cùng với tấm lòng của chúng con ngày hôm nay và cùng làm việc với lại anh Trung một cách vui vẻ và được hoàn tất một công việc tốt lành. Và Chúa cũng chữa lành cho chị bé. Chúa, chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa. Và chúng con dâng lên cho Chúa ngày hôm nay một cầu nguyện cho các nhu cầu của chúng con. Rồi đây anh chị em mình
đọc lời Chúa. Đoạn Kinh Thánh đoạn nào Hiến ơi? Hiến có đoạn Kinh Thánh nào không? Dạ có. Hai Giăng chương 1 câu từ câu 4 cho đến hết ạ. Hai gì? Hai Giăng. Vâng, mình đọc hết câu luôn nhỉ? Đọc hết. Có một hết câu một chương. Chương 1. Hết chương ạ. Con chữ. Mọi nhầm một số này. Anh giờ đây phát anh copy luôn. Lúc đang ngủ. Nên là anh nhầm. Không phải gì cái này. Dạ. Ôi cảm tạ ơn Chúa, Ngài là đấng dẫn dắt chúng con, Ngài soi sáng cho chúng con trong mỗi việc làm của chúng con, trong mỗi hành động của chúng con. Chúa ơi cảm tạ ơn Ngài, Ngài là đấng ở trong chúng con, Ngài ngự trong chúng con. Xin Chúa bày tỏ lời của Ngài trong chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều. Dạ vâng, con mời các chú các cô ạ. Trưởng lão đạt cho bà được bọn kia cùng con cái bà mà tôi thật yêu dấu. Nào những tôi yêu dấu thôi đâu, nhưng hết thảy mọi người biết thật cũng yêu dấu nữa. Điều đó vì cớ chính lẽ thật ở trong chúng ta lại sẽ ở với chúng ta đời đời. Nguyện trang điểm từ thương xót sự bình an bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Giêsu Christ là Con của Cha được ở cùng chúng ta trong lẽ thật và sự yêu thương. Tôi có lòng vui mừng lắm mà thấy trong con cái bà có mấy kẻ làm theo lẽ thật, theo điều răn chúng ta đã nhận lãnh nơi Đức Chúa Cha. Hỡi bà được chọn, hiện nay tôi khuyên bà không phải truyền một điều răn mới, nhưng nhắc lại điều chúng ta đã nhận lãnh từ ban đầu. Ấy là chúng ta phải yêu thương nhau. Dạ, sự yêu thương là tại làm theo các điều răn của Đức Chúa Trời. Đó là điều răn mà các ngươi đã nghe từ lúc ban đầu, đặng làm theo. Em thì có đọc được không? Trong thế gian đã rải nhiều kẻ rõ ràng là kẻ chẳng xưng Đức Chúa Giêsu Christ lấy xác thịt mà đến. Ấy đó thật là kẻ rõ ràng và kẻ địch lại Đấng Christ. Hiến ơi đọc tiếp đi Hiến. Thứ 8. Tính các ngươi hay cầu cho khỏi kết quả của công việc mình, như cho được phần thưởng đầy đủ. Thế ai đi dông dài, chẳng bền lòng theo đạo Đấng Christ, thì người ấy không có Đức Chúa Trời. Còn ai bền lòng trong đạo ấy, thì người đó có Đức Chúa Trời, Cha và Đức Chúa Con. Nếu ai đến cùng các ngươi mà không đem đạo ái theo, thì chớ rước họ vào nhà và đừng chào hỏi họ. Vì người nào chào hỏi họ, tức là dự vào công việc ác của họ. Ta còn nhiều điều muốn viết cho các ngươi. Ta không muốn viết bằng giấy và mực, nhưng ta ước ao đi thăm các ngươi và đối mặt nói chuyện cùng nhau, hầu cho sự vui mừng của chúng ta được đầy rẫy. Con cái của chị em bà là bà được chọn kia, chào thăm bà. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Thì trong câu phân đoạn kinh thánh này, thì câu 6 thì Chúa có bày tỏ và dạy dỗ mình là sự yêu thương là tại làm theo điều răn của Đức Chúa Trời. Đó là điều răn mà các ngươi đã nghe từ lúc ban đầu đang làm theo. Cảm tạ ơn Chúa thì Chúa dạy chúng ta là khuyên phải làm theo
làm theo lẽ thật. Đó là tình yêu mà Chúa dạy dỗ mình. Trong câu kinh thánh này là Chúa dạy về mình như thế ạ. Thì lẽ thật thì Chúa đã bày tỏ cho mình rồi. Mọi thứ thì lúc nào cũng phải quay trở lại với trạng thái mà ban đầu tiên mà Chúa tạo dựng nên mình là tốt đẹp, là thánh sạch ạ. Vâng. Thì trong thế gian đã giải nhiều kẻ dỗ dành là kẻ chẳng xưng Đức Chúa Giêsu Christ lấy xác thịt mà đến ấy, đó thật là kẻ dỗ dành, kẻ định phải đứng Christ. Thì trong câu này thì Chúa có dạy mình là trong thế gian này thì có rất nhiều những kẻ là nó dỗ dành mình ạ. Thì tất cả các cái giáo lý giả dối và tất cả các cái cạm bẫy nó đặt rất là nhiều để nó dụ dỗ mình để đi đập với lẽ thật của Chúa. Thì Chúa cũng ban cho mình lẽ thật rồi, thì mình phải luôn luôn là đi trong lẽ thật của Ngài để không có đi vào cái tất cả các sự dỗ dành. Mục đích của mình là lúc nào cũng mình đặt Chúa đi hàng đầu tiên trong đời sống của mình, thì mình sẽ không thể nào mà bị gây dỗ dành này được. Thì có những cái đoạn kinh thánh Chúa cũng dạy là mọi việc được có phép làm, nhưng không phải việc gì cũng có điều, không phải việc gì cũng tốt, nên là mình làm được gì mình cũng phải biết suy xét để không để những cái sự dỗ dành kia nó lừa dối mình, để nó dẫn dụ mình đi theo cái đường lối của nó. Và thì mình luôn là lẽ thật, thì mình luôn đứng trước tất cả những cái sự, kể cả họ là giáo lý giả dối, nhưng mà mình vô vị trí của mình là luôn là lẽ thật, mình luôn là đứng đầu hàng với mình, không có bị sự dạy dỗ của họ chi phối mình. À, thì cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều. Thì trong sự dạy dỗ của Chúa thì cũng như là trong thuyết cổ đạo vậy, nó cũng có họ đi sai lẽ thật, nhưng mà trong đó Chúa vẫn có những cái sự dạy dỗ cho mình, thì mình không phải mình cứ nhìn thấy họ đi sai là mình sợ hãi gì cả, mà mình phải là chiếu ánh sáng. Chính các ngươi hãy giữ hầu cho khỏi mất kết quả của công việc mình có Đức Chúa Trời, kết quả việc mình, nhưng cho được phần thưởng đầy đủ. Thế ai đi dông dài chẳng bền lòng theo đạo Đấng Christ thì người ấy không có Đức Chúa Trời, còn ai bền lòng đạo ấy thì người đó có Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Con. Dạ, thì đây là Chúa cũng chỉ cho mình là những người đi dông đi dài, thì có rất nhiều người họ vẫn chưa tìm được cho mình cái căn nhà thích hợp, nên là họ vẫn cứ chạy đi cái hội thánh này hội thánh kia để họ nói chung là họ vẫn cứ có chạy theo những cái như là trào lưu ạ. Những người đi dông đi dài là những người chạy theo trào lưu ạ. Họ vẫn tìm kiếm Chúa, nhưng mà họ không có điều chính yếu, họ không có tin cậy vững chắc, nên là họ mới đi dông đi dài trong. Thì mình là người yêu mến lẽ thật, thì Chúa ban cho mình căn nhà, thì khi mình nhận biết được lẽ thật điều này thì mình cũng bày tỏ cho họ. Thì họ dù họ ở vị trí nào đi chăng nữa thì họ vẫn có quyền lựa chọn, họ quyết định, họ chọn lựa cái nơi nhà ở của mình. Nhưng mà bày tỏ cho họ là mình dù ở nơi đó có sai thì Đức Chúa Trời vẫn luôn đúng, thì mình phải chỉ cho họ là họ phải có căn nhà họ đến, chứ họ không đi dông đi dài được. Đi dông đi dài là những người là chẳng bền, trong đây dạy là chẳng bền lòng theo đạo đứng tuyết. Và cảm tạ ơn Chúa, Chúa không muốn cho mình như một con chiên đi lạc vậy, không có một căn nhà, không có người chăn dắt, không có người dẫn đưa. Nếu ai đến cùng các ngươi mà không đem theo đạo, các ngươi mà không đem đạo ấy theo, thì chớ rước họ vào nhà và đừng chào hỏi họ.
Đây là Chúa cũng dạy luôn. Vì người nào chẳng hỏi họ, tức là dựa vào công việc ác của họ. Ta còn nhiều điều muốn viết cho các ngươi. Ta không muốn viết bằng giấy và mực, nhưng ta ước ao đi thăm các ngươi và đối mặt nói chuyện cùng nhau, cầu cho sự vui mừng của chúng ta được đầy giấy. Con cái của chị em bà là bà được chọn kia, chào thăm bà, cảm tạ ơn Chúa. Cảm tạ Ngài rất là nhiều. Thì số ban phân đoạn kinh thánh, trong phân đoạn kinh thánh này hôm nay mình cầu nguyện cho những anh chị em của mình trong đội đặc nhiệm của Ngài. Cảm tạ ơn Chúa thì ban cho mình cũng biết ban phát cho những người thân yêu của mình, là dạy dỗ họ cũng đi trong lẽ thật của Chúa, đi trong tình yêu thương của Chúa. Chúa đặt lẽ thật và tình yêu thương là giá trị rất là cao. Cảm tạ ơn Chúa vì chỉ có lẽ thật và tình yêu thương của Ngài mới đánh tan được tất cả các cái giáo lý giả dối lầm lạc của các cái đạo lạ. Cảm tạ ơn Chúa, thì con xin dâng lời cầu nguyện. Ôi kính lạy Chúa là Cha của chúng con, Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài ban cho chúng con mỗi ngày được đổi mới trong Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa vì chúng con cảm nhận được linh hồn của chúng con mỗi ngày được tiến sát gần Ngài hơn, Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Ngài, ân điển của Ngài ban cho chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã không bỏ chúng con, mà Ngài lại yêu chúng con rất là nhiều. Ngài không bỏ chúng con khi mà chúng con lầm lỡ xa lạc, mà Chúa lại là yêu chúng con, mà Chúa chỉ đường cho chúng con. Ô cảm tạ ơn Chúa, Ngài ban ân điển cho chúng con để chúng con biết thiên nhiên để đánh được những điều đó, Chúa ơi. Con tạ cảm tạ ơn Ngài. Hôm nay cầu nguyện cho tất cả anh chị em của chúng con trong nhóm cầu nguyện. Dạ, mọi người có ai có nhu cầu gì không ạ? Cô Hương có nhu cầu gì không ạ? Cô Hương thì vẫn cầu nguyện cho con gái của cô Hương, nhất là Cecilia ở trong hồ sơ đó. Dạ vâng. Cô chú Trung, cô chị ạ. Chị Thủy. Vẫn như cầu cũ cho con cái, nhận biết Chúa. Vì cho công việc ý cha được lên ở trong cái nơi chỗ ở của cô. Dạ vâng, cảm tạ Chúa. Hallelujah. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài, con cầu nguyện. Chúa ơi, xin ý Ngài được nên trong đời sống của mỗi anh chị em của chúng con. Chúa ơi, cảm tạ ơn Chúa, chúng con dâng hết mọi điều, nhu cầu, nan đề trong đời sống của chúng con lên cho Ngài. Chúa ơi, con cầu nguyện cho gia đình cô Hương, Chúa ơi, với con gái của cô là một một hình ảnh tốt lành mà Chúa tạo dựng nên, là một cấu tạo tốt đẹp mà Chúa tạo dựng nên. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa, con tin là Chúa đang có chương trình cho con gái của cô, ở chương trình của Ngài trên đời sống của con gái của cô. Con cảm tạ ơn Chúa. Chúa ơi, chúng con nhìn thấy Chúa ơi, muôn vật đang trông mong con cái của Ngài. Chúa ơi, là chúng con đây được bày tỏ ra, Chúa ơi, xin Chúa là đứng ở trong chúng con, và chúng con bày tỏ ra lẽ mầu nhiệm đó trên những người thân yêu của chúng con. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều, và chúng con cũng trông mong những người thân yêu nhất của chúng con ở gần chúng con đó, Chúa ơi, là những người anh người chị em của chúng con đó. Chúa ơi, họ được lắng nghe những lẽ thật này, họ sẽ nhận được. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Chúa ơi, trong danh Chúa Giêsu, Chúa ơi, con cầu nguyện để đánh tan, chặt đứt con người cũ kỹ của con gái cô Hương, là cái con người ma sơ, cái con người ma sơ cũ kỹ, Chúa ơi. Ô, đi theo những cái giáo lý giả dối, Chúa ơi, trong danh Chúa Giêsu, chúng con đập nát cái con người đó, Chúa ơi, cái con người kinh tởm đó, Chúa ơi. Ô, Ngài đã cho chúng con được lắng nghe là đó là những cái đường lối sai chạy, Chúa ơi, chỉ có đường lối của Chúa thôi, chỉ có Ngài là đứng dẫn dắt chúng con thôi, Chúa ơi. Không có một ma nào, không có một mẹ nào có thể dẫn dắt được chúng con, Chúa ơi. Ngài chính là đứng hồi sinh ra chúng con, Ngài là đứng tạo dựng lên chúng con, Chúa ơi. Ngài lập chúng con lên trong chương trình của Ngài, trong kế hoạch của Ngài, Chúa ơi. Không có một cái giáo lý nào mà
Chúa ơi, dụ dỗ được tất cả những người thân yêu của chúng con, Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều vì hãy ban mầu nhiệm lẽ thật đó để chúng con dày đạp tất cả những giáo lý giả dối. Để Chúa ơi dọn đường cho Ngài đến, Chúa ơi. Ôi Chúa ơi, chúng con dọn đường, dọn tấm lòng của những người thân yêu của chúng con. Ở trên Ngài ngự vào trong những người thân yêu của chúng con, Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều. Con cầu nguyện cho con cái của chú Trung Cô Chi, Chúa ơi. Ôi, con cảm tạ ơn Chúa Ngài, Chúa ơi, đã đặt để con cái của cô trong tấm lòng của cô, Chúa ơi. Thì dạ của cô được sinh ra con cái của cô thì đứa cũng là theo ý của Ngài, theo chương trình của Ngài. Chúa đã chọn chú cô thì chú cũng có chương trình cho con cái của chú cô nữa, Chúa ơi. Ôi, con cái của chú cô sẽ được hưởng phần phúc của bố mẹ, Chúa ơi. Và con tin rằng cái lẽ thật của Chúa đã được bày tỏ ra thì tất cả cái sự tối tăm kia nó phải rút hết lại, Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài là ánh sáng của Ngài, Ngài là ánh sáng, Ngài chiếu trên đời sống của chúng con. Chúng con là những chiếc mặt nạ của Ngài vậy, Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Ngài. Và chúng con cũng là ánh sáng của tất cả những người thân yêu của chúng con, Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều. Hallelujah. Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã chọn chúng con là những người yếu đuối này để làm nên một kỳ tích cho Chúa. Chúa ơi, Ngài chọn chúng con để làm đội quân đặc nhiệm của Ngài ngày sau rốt, Chúa ơi. Và tiếng nói này là tiếng nói của chính Ngài ban cho chúng con, tiếng nói của Ngài, Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Chúa, mọi vinh hiển chúng con dâng hết lên cho Ngài, Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Ngài, con cầu nguyện cho mục sư của chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa vì những sự dạy dỗ của Ngài, Chúa ơi, trên mục sư của chúng con. Con biết ơn ông rất là nhiều, những giọt mồ thơm của ông, những đêm thức, những lời cầu nguyện của ông, Chúa ơi. Cảm tạ ơn Chúa, Chúa ơi, những chúng mạnh mẽ mà Chúa đặt để trên ông, Chúa ơi, mà chúng con qua đó chúng con cũng được trở nên giống với bản tính của Ngài và cũng giống với bản tính mà của ông nữa, Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Cảm tạ ơn Chúa, Ngài ban cho chúng con một đường một lối, Chúa ơi. Ôi chúng con theo Ngài và chúng con trở nên giống như Ngài. Ôi Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Ngài. Ôi chúng con cầu nguyện cho cô bé của chúng con, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa vì Ngài ở trong cô bé, Ngài ban sự mạnh mẽ của Ngài cho cô bé để cô bé cùng với chúng con đi đúng thẳng đúng lối, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa, cô rất là có nhiều điều mà chúng con học hỏi, Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều. Cảm ơn Chúa, Chúa ơi. Ôi Chúa ơi, chúng con tin rằng sự sáng của Chúa chiếu đầy giấy trên cô bé và tất cả các cái bệnh tật đó nó đã phải lui ra khỏi đời sống của cô bé, Chúa ơi. Cảm tạ ơn Chúa. Con tin rằng Ngài đã ban phát thức ăn trên tấm lòng của cô bé và những sự dạy dỗ của Ngài ở trong cô bé đã mở ra cho cô một sự khôn ngoan đặc biệt, Chúa ơi. Cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều. Và chúng con là những người khôn ngoan theo ý muốn của Ngài, theo đường lối của Ngài. Cảm tạ ơn Ngài. Con cầu nguyện cho gia đình nhà cô nữa, Chúa. Những người thân yêu trong gia đình nhà cô được qua cô mà được lắng nghe lẽ thật của Ngài, Chúa ơi. Được, họ không chỉ nghe mà họ còn được nhận vào trong đời sống, Chúa ơi. Các con cái của cô cũng được nhận và được làm theo nữa, Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều. Cầu nguyện biết ơn Chúa trên đời sống của chị Thủy. Cảm ơn Chúa Ngài ban một chị gái đáng yêu cho con, Chúa ơi. Một chị gái ơi mang lời lẽ thật của Chúa để bày tỏ cho chúng con. Cô cảm tạ ơn Chúa vì chúng con học hỏi Ngài và chúng con cũng học hỏi trên cho nhau. Con cảm tạ ơn Chúa, Chúa ơi. Con cảm ơn Ngài, Ngài đã ban cho dẫn đường cho chị Thủy của chúng con để Ngài xây dựng cho chị một ngôi nhà để gần với đường lối của Ngài nhất, Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Chúa. Con cầu nguyện cho người thân của gia đình chị Thủy, Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Chúa. Hallelujah, hallelujah. Ô Chúa ơi, chúng con tin là Ngài đã chọn chị Thủy và Ngài cũng chọn tất cả người thân của chị và tất cả những cái điều mà người thân của chị ném đá trong đời của chị, đó là Chúa đang rèn tập tính cách của chị, Chúa ơi, để tính cách của chị được trở nên giống Ngài hơn. Và khi giống Ngài rồi thì tất cả mọi sự dạy dỗ của Ngài cũng tuôn đổ lên những người thân yêu của chị, Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều. Hallelujah, con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài ban cho con một người em khôn ngoan, thông thắng, biết tính sợ Ngài, biết vâng giữ những sự dạy dỗ của Ngài, biết đi trong lẽ thật của Ngài, Chúa ơi. Ôi, con biết ơn Ngài và con cũng cảm ơn em của chúng con đã dạy con rất là nhiều điều. Em của chúng con đã chỉ cho con, đã đánh thức con khi con ngủ say, biết soi sáng cho con khi con yếu lòng, Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Chúa.
nay em đến chơi nhà con, cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã cầm tay lái dắt em đến đây, để đến đây để cùng với con, Chúa ơi, để thực hiện công việc của Ngài. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho con có thời gian biệt riêng ra với Ngài. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài, Ngài yêu con, Ngài thương con, Ngài gìn giữ con. Chủ con có đi sai đường, Ngài vẫn dẫn dắt con và Ngài vẫn cho con được lắng nghe lời lẽ thật của Ngài. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều. Con tin rằng thời gian mà con biệt riêng đây với Chúa, Ngài sẽ lại làm lớn hơn nữa, làm lớn hơn nữa. Ngài, ân điển của Ngài lại đổ trên con, thì ân điển của Ngài lại tuôn đổ trên con. Chúa ơi, ân điển lại đến ân điển để chúng con thực hiện của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều. Chúa ơi, hallelujah, chúng con yêu Ngài, chúng con yêu Ngài, tất cả anh chị em của chúng con yêu Ngài. Chúa ơi, tất cả anh chị em của chúng con yêu Ngài. Chúa ơi, yêu Ngài mà tấm lòng và lẽ thật. Chúa ơi, bằng tình yêu đích thực. Chúa ơi, tình yêu không có một chút pha tạp nào hết. Chúa ơi, một tình yêu thánh khiết, công bình. Chúa ơi, cảm tạ ơn Ngài những sự ban cho của Ngài trên đời sống của chúng con. Chúa ơi, tất cả tình yêu mà Chúa ban cho chúng con đó, chúng con lại dâng hết lên cho Ngài. Chúa ơi, cảm tạ ơn Ngài, phục tùng Ngài thôi. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều. Con cảm tạ ơn Chúa và con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Chúa ngợi Chúa. Cảm ơn Chúa. Nam bộ bạc đi ra lên. Chào cảm Chúa, cảm Chúa bây giờ ta học trong con đoạn này. Giang nhì. Rồi trong này thì Peter Giang. Dạ. Giang nói khuyên bởi thánh linh của Chúa mà ông hướng dẫn dạy bảo ông ta là phải yêu lẽ thật, phải giữ lấy lẽ thật. Ông nói rằng ở bà được chọn, hiện nay tôi khuyên bà không phải truyền một điều răn mới, nhưng nhắc lại điều chúng ta đã nhận lãnh từ ban đầu. Ấy là chúng ta phải yêu thương nhau, và sự yêu thương là tại làm theo các điều răn của Đức Chúa Trời. Đó là điều răn mà các ngươi đã nghe từ lúc ban đầu đặng làm theo. Dạ, cảm Chúa. Ông nói rằng là điều răn của Chúa là chúng ta yêu thương nhau, và điều răn của Chúa là chúng ta phải làm theo những gì mà Chúa dạy bảo chúng ta từ lúc ban đầu. Đó là giống Chúa, cai trị muôn vật. Cảm Chúa. Thì ông cũng nhắc nhở là trong thời kỳ, ở trong thời kỳ của ông thì hậu thánh cũng đối diện với nhiều cái sự gọi là nhiều cái người dỗ dành, họ chẳng xưng Đức Chúa Giêsu Christ lấy xác thịt mà đến. Ái đó thật là những kẻ dỗ dành và kẻ địch lại đấng Christ. Dạ, cảm ơn Chúa. Thì những kẻ mà chẳng xưng Đức Chúa Giêsu Christ lấy xác thịt mà đến, rồi có nghĩa là họ không tin Chúa Giêsu là có thể là chỗ này họ không tin vào nhân tính của Chúa. Tại vì trong này nói rằng là họ chẳng xưng Đức Chúa Giêsu Christ lấy xác thịt mà đến, có nghĩa là họ chối từ cái nhân tính của Chúa. Thì ông nói là những kẻ đó đúng là địch đại đấng Christ, khi mà cháu bỏ một cái phần của đấng Christ, đó là 100% là người, 100% là trời, họ đã cháu bỏ một phần của Ngài, của Chúa Jesus Christ.
Và ông khuyên là mình đừng có chấp nhận những sự dạy dỗ đó của họ, đừng có để lòng mình gọi là nghe theo những điều mà họ dạy dỗ, để rồi mình không có còn cái sự niềm tin ban đầu về Chúa Su Rick đã dạy mình như thế nào. Ở đây thì ở trong cái câu 10 thì khi mà đọc ở đó thì nếu mà những người mà người ta gọi là nếu họ suy nghĩ theo nghĩa đen á thì không nghĩ, nếu mà ai đó không có theo lời của Chúa mà không nên chờ gọi là tiếp họ vào trong nhà thì như vậy nó không được, tại vì mình phải tiếp tất cả một người ai tới nhà mình cứ tiếp. Nhưng mà cái ở đây cũng nghĩ là về cái sự mà những cái sự dạy dỗ của họ đó, mình không có gọi là đi chung với những cái sự dạy dỗ của họ. Khi mà họ nói những cái điều sai thì mình phải chỉ rõ cho họ là điều họ đang nói đó là sai, và không có phải giúp họ cầu nguyện để giúp họ, và mình cũng giải thích lại cho họ để họ và chính bản thân mình cũng phải hiểu rõ được cái sự tin nhận, sự tin, sự hiểu của mình, để mình giúp đỡ họ, để họ không có đi vào cái đường sai đó, chứ không phải là mình gọi là mình gạch mặt họ, mình không có chơi với mấy người này nữa, cũng không có làm gì. Gọi là tất nhiên là mình không có, thường thì mình không có giao du nhiều với con người thế gian, là đa số là mình chỉ đến với họ và giúp họ để cho họ nhận biết lẽ thật, chứ còn giống như vui chơi giải trí với họ thì tất nhiên mình bình thường mình cũng ít tham gia những cái gọi là hoạt động chỉ về mang cái những cái công việc mà hư không á, mình không có mình cũng chẳng bao giờ, ít khi mà mình làm những cái công việc đó. Nếu có làm thì cái mục đích của mình nhìn bề ngoài có thể là đôi lúc nó tưởng mô giống họ, nhưng mà thật sự là bên trong mình đang hướng tới một mục đích nó lớn hơn, là cứu lấy những linh hồn, cứu lấy cái giá trị, thay đổi cái giá trị ở trong cái môi trường đó. Giống như mình làm trong các công ty vậy. Mình có thể giống như người tưởng là mình chỉ làm để kiếm tiền hay đó, nhưng mà khi mà mình được Chúa thay đổi về cái tư duy rồi thì mình biết là mình làm trong đó để mình rèn luyện cái tính cách, để mình biết trung tín trong các của lạ, và mình cũng biết là ở trong đó mình cũng có cơ hội để có thể nói về Chúa cho họ và đem cái giá trị lẽ thật vào trong cái nơi làm việc của mình. Dạ, còn ở đây thì sứ đồ Giang muốn dạy mình là đừng có đi theo cái sự dạy dỗ của họ, và mình phải chỉ ra một cách rạch ròi cho họ biết rằng những cái điều đó nó không đúng, những cái điều mà họ đã dạy về Chúa nó sai, và cũng không có đi theo cái gọi là cái công việc của họ, không chung tay cùng với công việc của họ. Chúng ta cũng không bao giờ chung tay với những công việc khác rồi. Thì những công việc mà nó không đúng với lẽ thật thì chúng ta cũng không chung tay làm chung gì hết. Nếu có thì có thể là bề ngoài là hiểu giống như là làm với họ, nhưng mà giống như bên trong thì chúng ta đang biết là chúng ta đang làm cái gì đó, mục đích lớn lao của Chúa. Rồi cảm Chúa thì trong này ông muốn gọi là ông kêu ước ao, ông nhìn thấy mặt mọi người mặt đối mặt hơn, để cho có một sự vui mừng đại giải. Cảm Chúa. Thì con tới đây gặp mặt anh Hiến là vui lắm, thấy anh Hiến vui hơn là gọi là coi video nghe giọng á. Mọi người mà gặp anh Hiến là thấy vui lắm, thấy anh Hiến vui lắm. Dạ, anh Chúa. Thế đó, ở đây còn mấy con gà nữa? Không cần. Dạ, anh Chúa. Còn mỗi ba con. Còn gà không Hiến? Ba con gà. Sắp đẻ rồi. Dạ, anh Chúa. Dạ. Cảm ơn Chúa. Tại con xin được cầu nguyện. Cái là Chúa đã chờ con, cho con cảm thấy rất nhiều vì Ngài ở cùng tất cả anh chị em con, Ngài hướng dẫn bảo vệ
dạy dỗ chúng con mỗi ngày, để chúng con mỗi ngày đều hiểu về Ngài nhiều hơn. Mỗi ngày chúng con đều khiến cho mình ngày càng giống Ngài nhiều hơn. Ôi, mỗi ngày linh hồn của chúng con ngày càng tiến gần với thần linh của Ngài cha. Ôi, chúng con ngày càng được tăng trưởng nhiều hơn. Và nhờ cái sự mà chúng con ngày càng giống Ngài thì chính bản chất của Ngài nó phản chiếu trên đời sống con để ảnh hưởng những người xung quanh cha. Và để cho người ta biết được quyền năng của Chúa lớn mạnh như thế nào cha. Ôi, để người ta có thể tin tưởng vào Ngài cha. Ôi, để người ta thấy được Chúa con ôn Ngài mạnh mẽ như thế nào cho Ngài quyền năng như thế nào cho Ngài đã biến đổi những con người rất là tầm thường trong thế gian này, những con người có thể là chẳng biết gì hết, có thể là giống như khi mà thế gian nhìn vào thì những con người gọi là họ sẽ thấy chẳng có giá trị gì với họ hết, nhưng mà khi mà quyền năng của Chúa đến trà ô Ngài đụng chạm đến đời sống con chơi ô thì chúng con trở nên những con người và là câu trả lời cho những người mà đã từng gọi là xem gọi là xem thường hoặc là xem thường giá trị của chính xem thường giá trị của chính chúng con cho ô vì Chúa con Ngài biết được giá trị ở bên trong chúng con cho Ngài biết được khi mà chúng con tin Ngài, mà Ngài dẫn dắt chúng con cho ô thì ô chúng con phản chiếu được cái bản chất của Ngài nó tuyệt vời như nào ô, để chính đời sống con là tấm gương cho nhiều người cho họ để rồi người ta thấy được ô, bất cứ ai bất cứ một người nào trong thế gian này ô chỉ cần biết ô ăn năn biết đến với Ngài biết tôn nhận Ngài là Jesus Christ là Chúa là chủ đời sống mình cha ô chúng con cũng có thể trở nên những con người mà ô Ngài nhìn thấy mà vui mừng, Ngài nhìn thấy mà Ngài đẹp lòng cha ô cảm Ngài rất nhiều Chúa con xin Ngài giúp đỡ con chơi ô để mỗi ngày ô chúng con đến với Ngài chúng con khiêm nhường xuống để học hỏi tất cả những sự dạy dỗ của Ngài cha ô và mỗi lần mà Ngài dạy bảo chúng con Ngài hướng dẫn con chúng con chỉ có một việc duy nhất là con âm em và tin và làm theo những gì mà Chúa nói chúng con cha ôn cảm Ngài rất nhiều Chúa con chúng con là những đề tớ vô ích của Ngài cha ôn tất cả những gì chúng con làm ôn đều là ôn trách nhiệm của con cha đều là ôn điều mà chúng con phải làm cha ôn cảm Ngài rất nhiều cha ôn xin Ngài cùng tất cả anh chị em con ở cùng gia đình của các cô chú ở cùng với gia đình chú Hậu ở cùng cô Hương ở cùng với gia đình chú Trung cô Chi ở cùng gia đình anh Phương và chị Thủy ở cùng với gia đình của chị cha cô bé Mục Sư Dũng xin Ngài cùng với tất cả các gia đình của tất cả các anh chị em con để ở trong gia đình đó ôm mẫu chúng con những người đã nhận biết Chúa những người đã đi theo sự dẫn dắt của Chúa cha chúng con bày tỏ ra được ô tình yêu của Ngài bày tỏ ra được chính Chúa Giêsu Christ ô chính đấng cứu thế trên đời sống con chơi ô để đâu những người anh chị em con những người mà những người con trong gia đình của chúng con ôi những người ba mẹ của chúng con những người anh chị em của chúng con nhìn thấy được ôi Chúa Suric nó hiện diện một cách rõ ràng trên đời sống của chúng con chơi để đầu họ biết mà đến tin nhận Ngài biết mà đến mà học hỏi sự những lời dạy của Ngài những cái sự hướng dẫn của Ngài từ chúng con chơi cảm thấy rất nhiều Chúa con ôi xin Ngài hãy giúp đỡ con để con biết làm sao mỗi ngày chúng con đều biết làm sao để bày tỏ cái chính chúng con biết bày tỏ chính Chúa trên đời sống con và biết bày tỏ chính Chúa nó cho những người khác cha ôi để chúng con trở thành một bức thư sống động và những gì mà Chúa muốn lòng người biết đến Ngài một cách rất là dễ dàng cha ôi chứ không có là một cách gọi là mơ hồ hay là một vị thần nào đó xa xôi nhưng mà ôi Ngài đến với mỗi con người chúng con qua những cái điều rất là đơn giản cha ôi để rồi ôi chúng con thấy được Chúa ông con gần gũi với chúng con nhiều nào cho Chúa ông con là đấng mà sống động và Ngài tuyệt vời như thế nào cha ôn cả Ngài rất nhiều Chúa con xin Ngài ở cùng với con anh Hiến và của một sư con cha ôi để cho mỗi ngày ôi chúng con đều yêu mấy ngày nhiều hơn chúng con đều dâng cả đời sống mình cho Ngài cha ôi để chúng con làm theo tất cả những gì mà Ngài muốn cho ôn cảm Ngài rất nhiều Chúa con công cầu nguyện ôi để Ngài cũng đập đổ tất cả những cái con người cũ những con người xác thịt những con người mà ôi chống lại ý muốn của Chúa ôi ra khỏi đời sống con chơi để chúng con không có ôi gọi là còn những cái tính cách cũ kỹ nữa cha ôi nhưng mà chúng con vứt bỏ tất cả những điều đó và linh hồn con cũng mửa hết ra tất cả những cái điều ô uế những cái điều dâm dục hay là những điều lười biếng hay là những điều tự ti hay là những điều không biết gọi là không biết được vị trí của mình không biết được giá trị của mình cha ôi chúng con mửa hết tất cả những giá trị mà của thế gian này nó đã đào đập vào trong tâm trí con chơi ôi để rồi chúng con nhận lấy được
những cái sự bày tỏ từ thần linh của ngài cha. Ôi để linh hồn con ngày càng, ôi được chưa, ngày càng gần với thần linh của ngài cha. Ôi cảm ngài rất nhiều chúa con, ôi xin ngài ở cùng với tất cả chúng con chơi. Ôi để mỗi ngày chúng con đều yêu mến lẽ thật của ngài, chúng con bền lòng trong những sự dạy dỗ của ngài cha. Ôi và chúng con cũng có một cái sự giải bài một cách kỹ càng rõ ràng trong tất cả những lẽ thật mà chúng con nhận được, để khi mà chúng con đối diện với những cái điều dạy dỗ sai trái thì chúng con biết mà chúng con chỉ rõ, chúng con sử dụng, chúng con nhờ cậy thần linh của ngài mà hướng dẫn những người khác để họ không có lầm lạc như vậy, để họ không có đi sai đường và đi dông dài một cách gọi là cố gắng tìm kiếm Chúa theo cách riêng của mình, cuối cùng là cả cuộc đời họ hao phí hay tất cả sức lực và thời gian mà quý báu mà Chúa ban cho cha. Ôn cảm ngài rất nhiều Chúa con, xin ngài cùng với tất cả anh chị em con chơi ô cũng giao phó tất cả anh chị em con lên cho ngài, và con cầu nguyện trên Đức Chúa Solis. Amen. 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 Anh Chúa. Alleluia. Tạ ơn Chúa trong câu số 7 trong thế gian đã rải nhiều kẻ dỗ dành, là kẻ chẳng xưng Đức Chúa Jesus Christ lấy xác thịt mà đến ấy, đó thật là kẻ dỗ dành và kẻ địch lại Đức Christ. Thì tạ ơn Chúa là cho anh chị em mình được học về lịch sử Cơ Đốc giáo, để cho mình nhận biết rằng những cái mà giáo lý giả đối mà trước này những cái con người mà đã đưa những cái giáo lý giả dối, để cho mình biết rằng mình biết phân tích cái gì đúng cái gì sai trong cái đời sống Cơ Đốc nhân của mình. Thì tạ ơn Chúa là những cái người mà đã đeo rắc những cái giảng dạy sai lầm, họ nói là đứng quyết không phải là Đức Chúa Trời, thì đó là điều mà sai chật những cái giáo lý mà Chúa đã dạy cho anh chị em mình là lẽ thật, là mình phải luôn biết rằng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, là Chúa là Đức Chúa Trời, ngôi vị thứ hai, đó là để là mình được ngài dạy dỗ trong cái trong cái đội quân đặc nhiệm này, và những cái lịch sử đó để dạy dỗ cho anh chị em mình, để mình biết được phân tích ra anh Chúa công việc của mình được tốt đẹp hơn, để mình theo đứng quyết trong luôn luôn để mình đem bền lòng. Mà những kẻ mà đi dông dài chẳng bền lòng theo dạy dỗ của quyết thì người ấy không có Đức Chúa Trời. Còn những ai bền lòng dạy dỗ ấy thì người đó sẽ có Đức Chúa Trời và Đức Chúa Con. Tạ ơn Chúa qua sự dạy dỗ này mà mình nhận biết có Đức Chúa Trời ba ngôi, ba thân vị, quyền lại là một, để cho mình không có bị lừa dối bởi cái giáo lý giả dối đó. Tạ ơn Chúa là cho mình đứng vững trong cái nền tảng đức tin, để mình luôn luôn đứng vững trong cái đời sống đi theo Chúa. Mình biết là bóc tách những cái thứ đó, mình không có để cái thứ đó ở trong cái tâm trí của mình, những cái sự dạy dỗ giả dối đó. Tạ ơn Chúa trong cái đời sống anh chị em mình có những cái nhu cầu cần thiết trong cái đời sống, là để cho mình vững lòng tin vào Chúa. Thì anh Chúa. Hallelujah. Ôi lạy Cha, là Đức Chúa Trời yêu dấu của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Ngài, sự nhân từ của Ngài đến đời đời với chúng con. Ôi cảm tạ ơn Ngài với sự thương xót của Ngài đổ đầy trên anh chị em chúng con. Mỗi ngày chúng con có tình yêu của Ngài, chúng con sống và yêu thương nhau, chúng con chia sẻ lẫn nhau những thức ăn thuộc linh mà Chúa đã dạy dỗ cho chúng con, để chúng con mỗi ngày cho cần thiết trong cái đời sống trong đời sống của chúng con. Chúa ạ, con cảm tạ ơn Ngài, Ngài tỏ bày cho chúng con, Ngài dạy dỗ cho chúng con mỗi ngày, để chúng con biết phân biệt những cái điều đúng điều sai trong đời sống đức tin của chúng con đi theo Ngài.
Ôi, chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúa biết chúng nhu cầu của chúng con, nhu cầu chúng con rất là cần thiết trong đời sống của chúng con. Nhưng nhu cầu chúng con trước tiên là chúng con xin chính Ngài, Chúa ạ. Chúng con cần đến Ngài. Ngài là đầu tiên mà chúng con đến cần đến để những thứ khác Chúa sẽ ban cho chúng con. Và ôi, Chúa con cảm tạ ơn Ngài bởi vì Ngài muốn chúng con phải tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Còn những thứ khác Chúa sẽ thêm cho, Chúa ạ. Ôi, cảm tạ ơn Ngài để mỗi ngày chúng con được sự dạy dỗ của Ngài, để chúng con đi đúng theo giáo lý của Ngài dạy dỗ, để chúng con không bị xa vào thần cảm giả mạo, Chúa. Ôi, cảm tạ ơn Ngài. Ôi, Chúa ơi, Chúa cho phép những giáo lý giả dối đó để thử đức tin cho chúng con. Ôi, để chúng con luôn luôn cần đến Ngài, chúng con phải đốt lửa yêu mến Ngài trong lòng chúng con. Ôi, chúng con sẽ không mắc vào những rừng rập của triết học đó, Chúa ạ. Ôi, những giáo sư giả, để chúng con biết ngăn ngừa đó mà không có tiếp nhận những cái sự dạy dỗ của họ. Ôi, cảm tạ ơn Ngài, chúng con phải luôn luôn trang bị lời Chúa sâu đậm hơn. Ôi, nhận biết lời của Ngài dạy dỗ để làm theo và những điều Chúa dạy cho chúng con. Lời của Ngài phải thành thịt chúng con, Chúa ạ. Ôi, để chúng con có bản chất của Ngài, để chúng con không bị lừa dối bởi những giáo lý giả dối đó. Ôi, cảm tạ ơn Ngài, Ngài yêu chúng con, những nhu cầu của chúng con trong ngày hôm nay. Ôi, chúng con dâng lên Chúa, anh chị em chúng con dâng lên Chúa đời sống của chúng con, đời sống của Hoài Hương, anh Hậu, đời sống cho em Thị và Phương. Ôi, Chúa ơi, con cảm tạ Ngài, con dâng lên Chúa giáo sư Cường trong đội quân đặc nhiệm của chúng con, là người mà đã giảng dạy cho chúng con, đã dạy dỗ cho chúng con những điều này. Ôi, chúng con cảm tạ ơn Chúa. Con dâng lên Chúa các em Nam, Hiến. Ôi, chúng con dâng lên Chúa chị bé, gia đình chị bé. Ôi, cảm ơn Cha. Ngài yêu chúng con, Ngài biết những nhu cầu của chúng con. Con tin rằng Chúa sẽ cung cấp tất cả những gì chúng con đang cần thiết. Ôi, chúng con không có thiếu những gì mà bởi vì Chúa đang ngự trong lòng chúng con. Ôi, Chúa Thánh Linh là làm chủ đời sống của chúng con, để Chúa Thánh Linh dẫn dắt chúng con, Chúa. Ôi, cảm tạ ơn Ngài. Ôi, bởi vì tin đấng Đức Trời đang ở trong lòng chúng con. Chúng con có tất cả, có Chúa là chúng con có tất cả rồi. Chúng con trẻ Chúa sẽ thêm cho tất cả những gì mà chúng con cần thiết nữa, Chúa. Ôi, chúng con dâng lên Chúa đời sống của chúng con, để Ngài tiếp tục dạy dỗ cho chúng con, để chúng con bước theo Ngài, đứng vững trong Ngài, Chúa. Ôi, chúng con dâng lên Chúa các con của con. Ôi, những nhu cầu chúng con, Chúa biết mà. Ôi, chúng con cần những nhu cầu của chúng con. Ôi, chúng con dâng lên Chúa Jimmy, Helen và Alan, Chúa. Ôi, chúng con bóc tách những con người nhân linh, các con của chúng con. Ôi, chúng con nhân nhân Chúa Jesus Christ. Ôi, chúng con đập phát ná, phá hủy cái độ đồng tình đó ra khỏi con gái của chúng con. Chúng con lôi con gái của chúng con về, con lôi linh hồn con gái của chúng con về, Chúa. Ôi, chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con đập nát cái bởi tính xác thịt nơi con trai của chúng con. Con là chim mì. Ôi, Chúa, chúng con kéo Ngài, kéo chim mì về với Ngài, Chúa. Chúa đã chọn chúng con như thế nào, con tin rằng Chúa cũng chọn con cái của chúng con như vậy, Chúa. Có cách của Ngài thì chúng con tiếp nhận Ngài, chúng con trung thành trung tín với Ngài, thì Chúa sẽ ban thưởng cho chúng con những điều đó, Chúa. Chúng con tin rằng Chúa sẽ sử dụng con cái chúng con là những tôi nam tớ nữ của Ngài để ra chuyện ở thiên lành nước trời ở thời gian còn lại này. Ôi, đó là hạt giống thánh mà Chúa đã gieo vào lòng chúng con, Chúa. Con tin rằng các con của chúng con sẽ được như vậy. Ôi, chúng con dâng lên Chúa. Ôi, con út của chúng con. Ôi, Chúa đổ tràn đầy tình yêu của Ngài trên Alan, Chúa. Ôi, tình yêu của Ngài. Ôi, Chúa sẽ sử dụng Alan trong công cụ của Ngài để Chúa trong những ngày cuối cùng này, Chúa. Cảm ơn Chúa. Con phó thác mọi sự trong bàn tay của Ngài để chúng con tiếp tục đứng vững trong đời sống đức tin của chúng con, đời sống đi theo Ngài, đời sống mà chúng con Chúa đã sử dụng chúng con, Chúa đã chọn chúng con để Chúa dẫn dắt chúng con ra đi các dân các nước, Chúa. Chúng con lên giống Ngài để chúng con được quản trị với Ngài, Chúa. Ôi, Chúa ơi, chúng con không còn lo lắng tất cả những gì mà
những nan đề của chúng con, rồi chúng con đặt để dưới chân, ở dưới chân chúng con bước theo, bước đi Chúa ạ, bước đi theo Ngài, chúng con đứng vững theo Ngài. Ôi, chúng con dâng lên Chúa các con của Hội Hương Chúa. Ôi, những con mà đang ở trong những dòng tu đó Chúa, con đập nát cái nhân linh của những dòng bà sơ đó Chúa. Ôi, chúng con kéo Cúc Nhi và Khôi Nhi, Cúc Nhi và Khuê Nhi về với Ngài Chúa, trở về với mẹ của chúng Chúa. Ôi, chúng con đập nát những nhân linh đó Chúa. Ôi, chúng con lôi kéo linh hồn về cho Ngài Chúa ơi. Ôi, cảm tạ Ngài, con tin rằng Chúa sẽ sử dụng Cúc Nhi và Khuê Nhi trong chương trình của Ngài. Ôi, Chúa sẽ làm tốt hơn những điều mà con cầu xin đó Chúa. Ôi, Chúa con cảm tạ ơn Ngài. Ôi, những lịch sử cơ đốc giáo đó, để chúng con nhận biết Ngài, chúng con nhận biết Ngài nhiều hơn đó, qua cái sự dạy dỗ đó mà chúng con được nhận biết, chúng con học hỏi để chúng con được tốt hơn những cái thứ đó nữa Chúa, những cái sự dạy dỗ đó Chúa. Ôi, cảm tạ ơn Ngài, Chúa yêu chúng con, Chúa đã chọn chúng con làm đặc nhiệm này để sai chúng con ra đi để đánh trận cho Ngài Chúa ơi. Ôi, chúng con cảm tạ ơn Ngài, chúng con dâng lên Chúa tất cả anh chị em chúng con, những nhu cầu của giáo sư Cường, những bài bài tập ông làm và những giấy tờ của ông đang làm Chúa ơi, và những chương trình của Ngài trên đời sống của ông. Ôi, chúng con cảm tạ ơn Ngài, Chúa ban sức khỏe cho ông, Chúa ban những tài trí cho ông để cho ông tiếp tục lo những công việc mà dạy dỗ cho chúng con, để chúng con mỗi ngày được trưởng thành, để chúng con lớn lên trong Ngài Chúa ơi. Chúng con nhận biết Ngài nhiều hơn nữa khi qua những bài học của giáo sư Cường, chúng con nhận biết Ngài nhiều hơn. Ôi, cảm tạ ơn Ngài, chúng con yêu Ngài, chúng con yêu Ngài, chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn anh chúng. Nào, còn các bà tướng đâu hết rồi? Hallelujah. Ba ông tướng. Ba ông tướng cầu nguyện rồi. Còn các bà tướng sao ạ? Hallelujah. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Các chị em đâu rồi? Alo, hallelujah. Hai Hương, các em bật mic lên chứ. Không nghe thì nói. Hương bảo mic lên. Chị Chi, em yeah. Thủy, chị Hương. Chị bé nữa, sao chị bé nữa? Dạ, cảm tạ Chúa thì qua cái lời chào thăm mà do anh đã dân đã viết thơ cho bà, và những người là cái sự mà người ta quý mến bà thế nào, thì qua cái ân điển mà và lòng thương xót của Chúa đã dành cho tất cả những người mà chưa được chọn, thì tạ ơn Chúa. Cái điều đó là một cái điều mà qua cái tình yêu thương để mà mọi người thấy những cái điều mà Chúa đã để mà nhận ra, để mà những cái gì
nhận ra cái gì mà ta chống đối Chúa như thế nào, thì để mọi người phải biết, để mà qua cái sự đó thì mọi người sẽ biết rằng sự mà dạy được kiểu dạy dỗ như thế nào thì mình phải làm sao để mà sống trong cái tình yêu thương đó, để mà cùng nhau, để mà được phấn đấu trong cái việc nhận biết Chúa hơn. Cảm ơn Chúa. Thưa cầu nguyện. Ơi Lạy Cha là cái Chúa Trời yêu dấu của chúng con, cảm tạ lời khen Cha. Cảm ơn Ngài của tình yêu thương linh điện của Ngài, lòng thương xót của Ngài đã ban cho những anh chị em chúng con, để lời chân lý của Ngài mà chúng con được học hỏi, để chúng con biết được lời lẽ thật của Ngài. Chúa ơi, con cảm tạ lời khen Chúa những điều răn mà Ngài dạy dỗ chúng con, để con nhận từ sự ban đầu từ giờ đây trong đời sống của chúng con. Chúng con xin cho đời sống chúng con mỗi ngày nhờ bởi ơn Ngài, cho qua sự tình yêu thương mà Chúa cho chúng con. Chúa ơi, con cảm tạ lời khen Chúa đã cho chúng con tất cả bởi ân điển và lòng yêu thương, để giờ đây chúng con được hưởng tất cả những gì mà Chúa cho chúng con, để chúng con trong mọi công việc, để chúng con luôn. Chúng con xin Chúa ban Thánh Linh của Ngài gìn giữ để chúng con mỗi ngày yêu Chúa hơn, yêu anh em của chúng con hơn. Và hôm nay chúng con cầu nguyện cho tất cả nhu cầu của nhau trong tất cả mọi chuyện anh em của chúng con, mọi nhu cầu mà chúng con chưa đã biết là chúng con đang cần gì. Ở đây chúng con cảm tạ lời khen Chúa. Con tin rằng và mọi nhu cầu đó chưa đã thỏa lòng cho chúng con. Con cảm ơn Chúa, Ngài đã yêu thương chăm sóc từng anh chị em chúng con qua đời sống, để chúng con luôn biết cảm tạ ơn Chúa vì những gì chúng con đã được Chúa chăm sóc dạy dỗ. Jesus Christ, amen. Chị ồ, nãy giờ rất nhiều. Nó ở cái sách này nó to hơn. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Em có câu số. Số 7. Trong thế gian đã rải ra nhiều kẻ dỗ dành là kẻ xưng chẳng xưng Đức Chúa Jesus Christ lấy xác thịt mà đến, đó thật là kẻ dỗ dành và kẻ địch lại đến Christ. Chính các ngươi hãy giữ hầu cho khỏi mất kết quả công việc mình, nhưng cho được phần thưởng đầy đủ. Thì cái việc mà từ chối Đấng Christ là Đức Chúa Trời, hoặc là không có một cái giáo lý để mà không có xưng chứ Đấng Christ lấy xác thịt mà đến, là nó có từ thời các sứ đồ rồi, là nó đã
cho tới cái lịch sử giáo hội cho nên anh chị em mình đọc bây giờ đây, cái mục đích của cái giáo lý và cái kẻ con người đã bẻ gãy lời Chúa từ thời đó, đó là cái con người người cũ đó. Những cái con người này là đã, họ đã biết lời Chúa, họ đã biết Chúa, nhưng mà bởi vì cái con người cũ nó là cái con người con cái của Babylon mà, thử ra nó đã bẻ gãy cái lời của Ngài, và nó là cái linh để mà chống đứng quyết từ thời đó luôn cho tới kéo dài cho tới thời nay. Chính cái mục đích đó là nó không có muốn cho con cái của mình được nhận cái phần thưởng sống chỉ có giới hạn, chỉ có tới cái phần được cứu thôi, để mà không có được một đời sống đắc thắng, để mà nhận được đầy đủ phần thưởng mà chính Chúa muốn cho con cái của Ngài khi được sinh lại, là phải đạt tới cái sự trưởng thành để mà sống một cái đời sống đắc thắng cho Ngài, là cái đại mệnh lệnh mà Ngài đã muốn cho con người khi con người được sinh lại để quay về đó. Thì đó là cái mệnh lệnh lớn, đó là giống Ngài và cai quản. Amen. Thì cái câu số 9 cũng vậy, phàm ai đi quá xa không ở lại trong cái giáo huấn của Đấng Christ thì không có Đức Chúa Trời, còn ai ở lại trong giáo huấn thì người ấy có cha và có con. Cảm tạ Chúa về đây, Chúa đã cho anh chị em mình ở trong sự giáo huấn của Ngài, lẽ thật của Ngài, và có những cái giáo lý đúng đắn mà Đức Thánh Linh đang tỏ bày trực tiếp qua trong cái đội quân đặc nhiệm của mình, đó là sự tỏ bày của Ngài ra để mà mình có được những cái cảm xúc đúng, cái giáo lý đúng, để mà có cái sự dạy dỗ đúng đó, trên cái nền tảng lẽ thật của Ngài. Em cảm tạ Chúa. Và cái câu số 10 á, nếu ai đến cùng các ngươi mà không đem đạo ấy theo thì chớ rước họ vào nhà và đừng chào hỏi họ. Vì người nào chào hỏi họ tức là dự vào công việc ác của họ. Thì bây giờ cũng vậy, giống như trong cái tình trạng của chúng em như vậy, là người ta rất là sợ. Ai mà nghe tới dính líu tới cái nhóm này, mấy anh chị em đây, Thủy Hương Trung Chi, là thôi nó đi theo tà giáo, đừng có đụng tới cái gì mà nó có đụng tới nhà thờ mà xây cất lên hoặc như thế nào, bây giờ là phải đi phá cho tới cùng. Đừng có đụng vào. Họ cũng nói thành lời trong cái thời, trong cái tuần qua, công khai là không có đứng chung với cái hàng ngũ, trước chỉ có đứng nói sau lưng thôi. Thì thế mới thấy được như khi con người mà con người mới á, mà thì có con người cũ, mà cái con người cũ là cái con người mà để cho có chỗ để cho ma quỷ nó đáp, mà thông đồng với nó, mà còn nguy hiểm, mà cũng chỉ là những con người mà chưa sinh lại, sống với bản chất của một cái con người là tội lỗi, thì còn kinh hoàng tới mức nào. Thì thấy được cái tình yêu của Chúa phải trở nên con người để cứu được con người được. Cảm tạ Chúa đã cho anh chị em mình có sự dạy dỗ sâu nhiệm từ Ngài, sự tỏ bày từ Ngài qua người thầy giáo, để mà Ngài yêu mình, dạy dỗ cho anh chị em mình để Ngài sử dụng.
Em xin cầu nguyện. Ôi Chúa ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa. Những gì Chúa đang dạy dỗ cho chúng con, Chúa cho chúng con thấy và Chúa tỏ cho chúng con để cho chúng con nhận ra được điều mà cao cả và lòng thương xót của Ngài cho chúng con, để cho chúng con dâng mình hoàn toàn lên cho Ngài. Khi chúng con dâng mình hoàn toàn lên cho Ngài thì ma quỷ không có cái chỗ đáp nơi con người cũ, con người Babylon của chúng con được. Nó không có chỗ. Chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa cho đời sống của chúng con càng ngày càng nhận biết đứng Christ của chúng con là mang thân phận con người, để cho chúng con được đánh đồng với Ngài. Chúng con có sự khôn sáng từ Ngài. Chúng con biết phân rẽ ra những điều xấu và điều tốt. Chúng con biết bóc tách ra những con người cũ, con người mới, những sự cao sang, sự thấp hèn. Ôi Chúa ơi, thật là tuyệt vời mà chúng con là những kẻ bé mọn mà Chúa đã yêu thương chúng con, để cho chúng con ăn chính thân mình của Ngài, uống chính huyết của Ngài. Trong Ngài có sự sống, trong Ngài có sự sáng để Ngài dẫn chúng con, trong Ngài có đầy dẫy tình yêu thương. Tình yêu thương đó là một sức mạnh để cho chúng con thi hành các điều răn của Ngài. Ân điển mà Ngài trao ban cho chúng con để cho chúng con làm những việc lớn và khó một cách dễ dàng. Ân điển Ngài trao ban cho chúng con để cho chúng con giữ các giới luật của Ngài chẳng có khó khăn gì cả. Chúa, chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa. Tình yêu của Ngài đầy rẫy trên từng anh chị em trong nhóm đặc nhiệm của chúng con, để chúng con yêu thương nhau bằng tình yêu của Ngài. Chúng con cũng yêu thương những người thân yêu của chúng con cháu của chúng con cũng bằng tình yêu của Ngài, một tình yêu vô điều kiện như chính Chúa đã yêu thương chúng con vô điều kiện. Chúa, tình yêu của Ngài thật là cao cả. Ngài đã đổ máu ra, đã chịu roi đòn, Ngài đã phải trải qua sự vâng lời Chúa Cha, vâng lời bằng lòng cho đến nỗi phải chết. Chúa ơi, cái mẫu gương này Chúa muốn cho chúng con được noi theo Ngài, để chúng con được nên một với Ngài trong bản tính của Ngài, bản tính nhân tính và bản tính thần tính của Ngài. Amen, Chúa. Chúa ơi, thật là tuyệt vời thay cho chúng con. Chúng con được sự dạy dỗ này để mỗi ngày chúng con sống trong ân điển mà tiếp thu những lời dạy dỗ của Ngài cho chúng con. Ngài mong muốn cho chúng con được mau lớn, được trưởng thành để mà thi hành những cái công việc mà Ngài trao phó cho chúng con. Chúa, những tất cả những nhu cầu mà anh chị em của chúng con cần ở đây, Chúa đã thấy tấm lòng của chúng con giải bày ra. Nhu cầu của chúng con chỉ muốn được rằng tình yêu thương của Chúa ở trong chúng con, bởi vì chúng con hoàn tất những cái công việc một cách tốt đẹp là một động cơ tình yêu thương đó, Chúa ạ. Bởi vì trong sự tình yêu thương này từ nơi Ngài đổ xuống thì sẽ còn có đời đời. Và tình yêu thương này, Amen, chúng con cùng nhau bước vào vương quốc ngàn năm và có đời đời của Ngài. Chúa, những tính cách mà Chúa đang trang bị cho chúng con
để mà chúng con đứng trước tất cả những thách đố, những thử thách, những nan đề. Đó là những điều mà Chúa muốn cho chúng con phải trả thi để mà chúng con được Chúa nâng chúng con lên cao, để chúng con được những phần thưởng mà Chúa đã dành sẵn cho chúng con đây. Những bóng tối không có muốn cho chúng con đạt được những phần thưởng này, nhưng Ngài muốn huấn luyện chúng con. Từ khi chúng con được chính Ngài thì Ngài phải huấn luyện chúng con nữa để cho chúng con đạt những phần thưởng. Ô Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con, để chúng con thấy được cái sự lớn lên và trưởng thành của em Hiến. Chúng con thật là vui mừng. Chúa còn vui mừng dường bao. Thầy giáo cũng nhìn thấy được sự vui mừng dường bao khi anh chị em của chúng con thấy được em Hiến được trưởng thành trong Ngài. Và em Nam, Chúa là một người trẻ ở trong Chúa, tương lai Việt Nam ở trong những con người như em đang được đào tạo, Chúa ạ. Chúng con được đào tạo là bởi vì cái công nghệ làm người này từ ở nơi Chúa. Chúa đang đào tạo chúng con qua người thầy giáo này, Chúa ơi, để cho chúng con cũng trở nên những con người để đào tạo ra những hạt giống thánh cho Ngài. Chúng con chỉ một mặt, một hướng, hết lòng hết dạ để giành được vương quốc của Ngài và đức công chính của Ngài. Còn những việc con cái của chúng con, chúng nó sẽ chạy theo những cái giáo huấn của chúng con, Chúa ơi. Chúa ơi, chúng nó sẽ chạy theo, còn những tất cả những thứ khác chạy theo chúng con nữa. Amen. Bởi vì lời của Chúa đã nói là như vậy. Ô Chúa ạ, chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa cho đời sống của em, đời sống vợ chồng của em Thủy, gia đình, các con cái và các nhu cầu trong đời sống của em Thủy. Chúa đã làm một cách tốt đẹp để cho chúng con nhìn thấy được rằng trong cái mặt tâm linh, Chúa còn muốn càng hơn nữa cho chúng con để đạt tới cái phần phúc từ Ngài dường bao. Ngay những vật chất đây mà Chúa còn đáp ứng cho chúng con như vậy, thì chúng con nhìn trong cái mặt thực thể để cho chúng con được biết và chúng con được thay đổi tâm trí để chúng con nhìn suốt vào trong thế giới tâm linh Chúa còn muốn cho chúng con ở như thế nào nữa. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa, để chúng con cầu nguyện cho những cái nhu cầu của chị Chi và anh Trung, cũng như chúng con đây cũng đang có nhu cầu của chúng con là để cho thánh ý của Cha được nên trên cái công việc của chúng con, Cha. Chúng con biết được rằng khi lập một hội thánh của Ngài thì những cái cửa âm phủ nó đang quằn quại, nhưng bởi lời của Chúa nói rồi, cửa âm phủ không thể nào thắng được, bởi vì Chúa đã chính Chúa lập. Chúng con tin tưởng rằng ý Cha sẽ được nên theo cách của Ngài. Ô Chúa ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa cho đời sống của gia đình của chị bé, nhu cầu ở trong đời sống hàng ngày. Chúa là đứng đáp ứng mọi nhu cầu một cách dư dật cho chúng con khi chúng con được ẩn náu trong Ngài. Chúa ơi, Chúa thấy được tất cả những nhu cầu thể chất cũng như tâm linh của chị bé, thì Chúa cũng đổ thần và dìm ngập chị bé ở trong sự sáng của Ngài. Và chị bé sẽ nhận ra được những điều gì tốt hơn và tốt nhất từ Chúa, bởi vì Chúa luôn cho chúng con sự chọn lựa tốt nhất và tốt hơn là từ Ngài. Ô Chúa, chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa chữa lành và chăm sóc cái đời sống cho đời sống thiêng liêng cũng như thể chất của chị bé. Chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa cho người thầy giáo của chúng con. Chúa ơi, Chúa biết tất cả những nhu cầu trong tâm linh thể chất của ông cần gì
Và muốn gì là Chúa đã nhìn thấy thấu suốt một một rồi Chúa ạ. Và những điều mà chúng con, ông đang gặp phải hiện nay, đó là điều mà ân Chúa đã ban cho ông dư dật để không có một thử thách nào quá sức của ông. Bởi vì khi mà hoàn thành xong những thử thách đó, thì Chúa đã cho chúng con một đến Chúa cho ông hoàn thành một cách tốt đẹp. Chúa, chúng con tin tưởng ở nơi Ngài, bởi vì ông là người mà Chúa chọn để cho những chương trình của Chúa trên đất nước dân tộc Việt Nam của chúng con. Vì đại mệnh lệnh đó, ông đã trở về với sứ mạng mà từ ban đầu để ông nhận được một cái sứ mạng tiền định mà Chúa đã dành cho ông. Và cũng dòng chảy đó, sự dạy dỗ của ông để cho chúng con cũng nhận được sứ mạng từ nơi Ngài mà dành sẵn cho từng anh chị em của chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa thật là nhiều, bởi ý muốn của Chúa muốn cho chúng con vào trong vương quốc của Ngài phải có phần thưởng nữa để đem vinh hiển đó về cho Ngài, để cho chúng con ở cai trị với Ngài các dân và các nước, và đó là những cái nơi mà chúng con Chúa đang trang bị cho chúng con, để cho chúng con đến những lãnh vực, lãnh thổ mà những nơi nào Chúa muốn chúng con không đạp chân lên nhau, những nơi nào chúng con gieo thì chúng con sẽ gặt hái về cho Ngài. Ô Chúa ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa thật là nhiều. Xin Ngài tiếp tục đổ sự khôn ngoan, thần khôn ngoan, thần khôn sáng của Chúa, thần kính sợ Chúa đầy dẫy trên đời sống của ông, để ông luôn lắng nghe được tiếng của Ngài một cách rõ ràng, và sự tỏ bày của Chúa để ông nhìn thấy rõ ràng, để mà Chúa ông làm theo sự chỉ thị của Chúa qua ông, thì những cái hạt giống thánh đó tràn lan nữa Chúa ạ. Đó là công việc của chúng con, công việc mà Chúa đã giao phó cho chúng con để biến đổi những hội thánh Chúa ạ, bởi vì Chúa đã nhìn thấy và Chúa cũng cho chúng con thấy được chúng con sinh trưởng ra trong một cái hội thánh đầy những khói hương, ngập tràn những sự giả dối. Và khi chúng con bước ra thì chúng con cũng thấy được những cái sự giáo lý của Babylon nó đã tràn lan hết ở những cái tin lành kháng cách rồi. Còn việc của chúng con để mà khi chúng con đi một cách dung hòa, chúng con nhìn thấy được những cái sự sai chặt đó để làm bài học cho chúng con, mà cũng là làm cho cái sự đau đớn, một động cơ đau đớn đó để cho chúng con biết trao dồi những cái sự chân thật và quý báu, tinh hoa mà Chúa tỏ bày ra cho chúng con từ nơi người thầy giáo cũng như sự giáo huấn của trường Chô Xuê, để mà chúng con thực thi những điều mà Chúa dành sẵn cho chúng con. Chúa, chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa cho từng anh chị em của chúng con trong đội quân đặc nhiệm này, để chúng con đặt hết tất cả những điều mà Chúa muốn cho chúng con, là nên cái nền tảng đúng đắn nhất là chính Chúa, là tảng đá góc tường, và đặt trên lẽ thật và tình yêu của chúng con, đến yêu lẽ thật của Ngài nữa. Chúng con yêu lẽ thật của Ngài. Ô Chúa Giêsu ơi, chúng con được ở trong Đấng Christ là chính Ngài, để mà chúng con được đánh đồng với Ngài. Đó là một để mà chúng con có một cái một cái để mà chúng con đồng đi với Ngài. Chúa ơi, chúng con có một cái technique để mà đồng đi với Ngài thật là tuyệt vời mà Chúa đã dành sẵn cho chúng con, để mà qua cái technique này chúng con cũng truyền tải đến với những lãnh vực mà chúng con và những cái con người mà Chúa đang trang bị cho chúng con phải đến, sắp đến với họ. Đó là ân điển đi một cách dễ dàng, bởi vì Chúa đã thấy được sự rối bời ở trong quá khứ mà để mà gây ra từ thái cực này tới thái cực khác, để sai lầm, để họ không thể nào đến được với Chúa một cách hoàn hảo. Thì chính vì đó Chúa đã dùng chúng con, yêu thương chúng con, để Chúa dạy dỗ huấn luyện chúng con. Đó là điều mà chúng con vui mừng
hơn bao giờ hết, chúng con được Ngài. Ô Chúa, chúng con yêu Ngài, yêu Ngài. Chúng con yêu nhau. Chúng con cảm tạ ngợi khen Cha trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Thánh Chúa, cảm ơn chị Hương yêu quý. Chúa. Em Thủy hôm nay lại tiếp tục nghe. Nghe nhiều quá. Hallelujah. Chị bé có muốn nói gì không? Hallelujah. Hallelujah. Tất cả nhu cầu chúng ta. Ở trong đây con nói về đạo Đấng Christ đúng không? Từ đạo đây chính là giáo lý, để giáo huấn ấy, như là tiếng Nga dịch đúng là giáo huấn. Đấy. Con không chỉ là con đường đâu, giáo huấn, giáo lý đấy. Giáo lý. Dạ, giáo huấn. Tiếng Nga giáo lý và tiếng Việt cũng dịch đúng là giáo lý. Nhưng mà tiếng Việt cũ ấy, họ cứ dùng từ đạo đạo nên là nó nhầm lẫn với tất cả những cái tôn giáo lung tung khác. Nên vì thế mà hạn chế tất cả mọi điều, mình chặn ngay cái chuyện đấy đi. Và như là hôm qua là Hiến ấy, Hiến đã dạn dĩ và chặn ngay tất cả những cái từ để mà làm rõ hơn mình theo Chúa Giêsu hơn nhiều so với đạo nhá. Rất nhiều luôn. Tại vì cái thái độ của mình với Chúa Giêsu thế nào thì nó quyết định đời sống của mình chị em ạ. Nếu mình tin Chúa Giêsu như theo đạo đấy thì nó chỉ thế thôi. Mặc dù vẫn theo giáo huấn của Chúa thật đấy. Thế nhưng mà tin Chúa Giêsu theo kiểu mà theo Chúa Giêsu đấy thì nó sống động hơn hẳn anh chị em ạ. Và cái điều đấy nó khẳng định ở cái phía sau dưới này anh chị em này. Phía dưới câu 10 đấy. À câu 12 đấy. Ta còn nhiều điều muốn viết cho các ngươi nhưng không muốn viết bằng giấy và mực, nhưng ta ước ao đi thăm các ngươi để đối mặt nói chuyện cùng nhau, hầu cho sự vui mừng của chúng ta được đầy rẫy. Thấy chưa? Đây không chỉ là sứ đồ Phao-lô đang nói đâu, sứ đồ Giang đang nói đâu, mà đây là Chúa Đức Chúa đang nói mình anh chị em. Tức là những gì Chúa nói ấy, nó không chỉ hạn chế trong cuốn Kinh Thánh được viết đâu anh chị em ạ. Có hiểu không? Trong cuốn Kinh Thánh ấy là viết bằng giấy và mực đấy. Đấy là chỉ là những cái gọi là sơ đẳng thôi. Những cái gọi là sơ đẳng thôi. Kiểu như tương tự như bản cửu chương đấy anh chị em ạ. Đúng không? Bản cửu chương đấy, 1 cộng 1 bằng 2 đấy, 2 x 2 bằng 4 đấy. Thế nhưng mà trong bản cửu chương thì nó không có nói rằng là 17 nhân với 82,6 năm bằng bao nhiêu. Nó không đấy, nhưng mà có cái bản cửu chương cái gốc đấy. Theo cái bản cửu chương đấy rồi thì họ sẽ tính ra cái phép toán là 17 nhân với 62,154 bằng bao nhiêu. Họ tính được. Đấy, tức là vì thế mình hiểu rồi đấy. Vì thế mình không có hạn chế lời Chúa ở trong bốn trong những chữ nghĩa đấy anh chị ạ. Vì thế mà lời Chúa nói rất chặt rất hay rằng là chữ làm cho chết nhưng Thánh Linh làm cho sống. Lời Chúa nói rất hay rằng là còn rất nhiều điều nói nữa nhưng mà để viết ra thì không có sách nào có thể viết nổi. Chả thế gian này không có sách nào để viết nổi cả. Để mình viết hết đấy thì không thể viết nổi. Trong cái Thánh ấy có đầy đủ những cái bản cửu chương, tức là những cái kiến thức sơ đẳng cơ bản để có thể gặp được Đức Chúa Trời. Vì thế mà chúng nói trong đấy, trong giấy mực có đấy, nhưng chúng nói ta ước ao đi thăm các ngươi mà, tức là sự gì ạ? Tương giao mật thiết sống động. Amen. Đấy, thì trong tương giao mật thiết sống động đấy thì mặt đối mặt cùng nhau đấy, hầu cho sự vui mừng được đầy rẫy. Amen. Anh chị em thấy chưa? Amen. Đấy, rất cần thiết là như vậy. Thế nhưng mà những cái giáo lý giả hay những gì ấy thì họ chỉ để ý theo đạo thôi, tức là họ chỉ bám vào chữ nghĩa thôi, bám chữ nghĩa, họ bám vào giấy ngâm mực chữ nghĩa, giấy mực chữ nghĩa, giấy mực chữ nghĩa, quay quẩn lại cái đấy thôi. Cũng nắm là Ptolemer ngất ngang ngất ngưởng một tí thôi, lắc lư rồi run như cầy sấy hay gì gì nhảy nhảy tí thôi. Thế nhưng mà cái điều quan trọng chúng muốn ấy, cái giấy mực đấy là nó dẫn đến với Chúa Giêsu một cách sống động. Tất cả cái đạo Đấng Christ hay là đạo Đức Giê-hô-va, đạo Tin Lành gì đấy, nó chỉ là nó đưa đến Christ thôi. Như Kinh Thánh nói đấy, cái kẻ mà luật pháp ấy nó như là thầy giáo dẫn chúng ta đến Đấng Christ, anh em ạ. Thầy giáo để dẫn. Thế nhưng mà khi mà Đấng Christ đến rồi thì thầy giáo bị bỏ. Như luật pháp của Môi-se đấy cũng tương tự thầy giáo đấy, dẫn đến Đấng Christ. Tại vì lúc đấy Chúa Giêsu là chưa chết hay chưa đến được nên là Đức Chúa Trời phải sử dụng một cái luật như thầy giáo, như đạo đấy, tôn giáo đấy, ở nghĩa đấy để mà giữ họ được ở trên cái đường đấy, trên con đường đấy để hướng được về Đức Chúa Trời để được sống.
Nhưng mà khi mà vào trong Đức Chúa Trời rồi thì thôi rồi, đầy dẫy luôn, ngập tràn hết, đúng không? Amen. Ngập tràn đầy dẫy hết cả luôn, chứ không mới biết là cái đường mà trước đây đưa mình đến ấy, tất nhiên mình biết ơn nó, nhưng mà nó không dẫn mình, tức là nó không thỏa mãn cho mình, nó chỉ con đường thôi, nó không thỏa mãn được. Vì thế mà cái từ nó là đạo Đấng Christ ấy, hay là thì là đạo tin lành các thứ đấy, thì thôi nó không thỏa mãn được đâu anh chị ạ, nó không thỏa mãn được đâu, nó chỉ dẫn đến Đấng Christ thôi, mà Đấng Christ mới thỏa mãn được tất cả mọi thứ. Amen. Đấy nên chúng ta theo theo Đấng Christ ở chỗ đấy đấy, không phải theo đạo. Đạo nó chỉ dẫn chúng ta đến Đấng Christ thôi nhá, nhưng đạo nó không đáp ứng gì cho chúng ta cả anh chị em ạ. Amen. Chúng ta phải nhìn thấy điều này nhé. Kể giáo lý Đấng Christ đấy cũng là dẫn chúng ta đến với Ngài thôi, chứ bản thân giáo lý nó không đáp ứng được cho mình đâu. Thế mình nghe giáo lý đấy để mục đích của cái giáo lý để mà dẫn mình đến Đấng Christ. Anh em mình nhìn rõ điều đấy nhá, để mình phân biệt rõ đấy, chứ không thì người ta nhầm lẫn vì không có đầu óc phân biệt, mà không có cái sự tách biệt đấy, cái sự mà rất cái công nghệ làm người của Chúa ban chúng ta đấy, mà Chúa dạy chúng ta là phải biết tách biệt, cái sự nên thánh đấy, biết tách biệt, tách biệt, biết bóc tách nó ra, bóc tách đâu giáo lý còn đâu Đấng Christ. Giáo lý Đấng Christ không có nghĩa là Đấng Christ anh chị em ạ. Giáo lý Đấng Christ nó chỉ là một phần nhỏ Đấng Christ thôi, mà Đấng Christ mới là tất cả mọi sự trong mọi loài. Amen. Giáo lý Đấng Christ ấy thì dẫn mình đến Đấng Christ, thế thôi, hai cái khác nhau hoàn toàn. Anh chị em hình dung chưa, bây giờ có một người thí dụ nó đơn giản thế này, thế nào bây giờ nhỉ, một người mẹ này, người mẹ của chị Chi dẫn chị Chi đến anh Trung cái hồi mà cưới đấy. Dạ. Thế thì anh phải lấy ai? Lấy vợ mình. Anh lấy chị Chi, vâng ạ. Anh lấy đứng đấy. Thế còn mẹ đấy, mặc dù tốt đẹp đấy, nhưng mà chỉ là dẫn đến thôi, đúng không ạ? Đấy cái thí dụ ví von đấy thôi, cái thí dụ ví von đấy, nó chỉ dẫn đến thôi, dẫn đến là mình cảm ơn, mình biết ơn thế thôi, chứ không phải là mình sao mình tóm luôn cái bà mẹ vợ luôn, rồi tóm luôn thôi, không phải không để đến vợ nữa. Nên nhiều lúc mà con cái Chúa họ không nhận ra cái điều này anh chị em ạ, họ tóm giáo lý, họ tôn vinh giáo lý, cuối cùng giáo lý trở thành tôn giáo, rất nguy hiểm. Amen. Rất nguy hiểm. Nên mà Chúa đã cảnh cáo trước là chữ làm cho chết, Thánh Linh làm cho sống. Và Chúa đã quả mắng cái hạ hội mà cứ theo giáo lý đấy, cái hội gì ạ, hội theo Đức Giê-hô-va đấy, cái hội mà gọi là theo giáo lý Đức Giê-hô-va, tôn giáo Đức Giê-hô-va đấy, tôn giáo Đức Chúa Trời đấy, đạo Đức Chúa Trời đấy, Chúa quả mắng họ nặng không anh chị em? Các thầy thông giáo đấy, là cái hội mà theo giáo lý của Đức Chúa Trời đấy, thầy thông giáo đấy, chính thế đấy. Rồi thầy thì đã, rồi thầy dạy luật đủ đủ các thứ đấy, rồi người phòng policy, rồi các thầy tế lễ, thầy tế tượng phẩm, các tiên tri tới đấy, đấy chỗ quả mắng nó đấy. Bởi vì là Đấng Christ đến, Mêsia đến đây thì nó lại không thèm để ý, nó cứ để ý đến cái kẻ mà dẫn đến giáo lý thôi. Thật là tất nhiên mình vẫn coi trọng cả cái người dẫn mình, dẫn cái Đấng ấy đến, đúng không, vẫn coi trọng. Nhưng mà mình coi trọng hơn là cái Đấng đấy, nó là Đấng coi trọng hơn. Đấy là cái điều quan trọng nhất, anh chị em ạ. Phải bóc tách mà, mình biết bóc tách ra. Cái người khôn ấy, là họ biết cái gì quý, cái gì hèn. Chúng ta ai cũng có cái khả năng đấy, đúng không? Chúng ta ăn món ăn thì chúng ta nhìn thấy món này ngon này, món này không ngon đâu. Hay anh chị em đi cửa hàng mua thịt đấy, chị bé cửa mua thịt đấy, thì mình nhìn thấy ngay, cái thịt này ngon này, cái thịt này không ngon. Cái cá này ngon, cá này ươn này, cái này ngon này, cái này tươi này, rồi mua hoa quả thế, cái hoa quả này ngon này, hoa quả này không ngon này, hoa quả này hỏng này, hoa quả này còn tươi này. Đấy, Chúa cho chúng ta cái sơ đẳng thế để mà biết đoán định, biết phân biệt đấy, biết bóc tách ra phân biệt đấy. Thì cái điều đấy tại sao lại không dùng đến nó trong cái lĩnh vực tâm linh? Tức là con người họ sống xác thịt đến nỗi họ chỉ nhìn vào xác thịt thôi. Anh em nhìn thấy chưa? Họ không để ý về tâm linh. Cái điều đấy để nói rằng cái người đấy là sống theo con người mới hay con người cũ đấy anh chị em ạ? Con người mới nhá, là trật tự, là tâm linh, linh hồn, thân thể, đúng không? Nên họ nhìn điều gì đấy, họ chỉnh ngay ra phát về tâm linh. Tâm linh nhạy luôn, tâm linh hiểu ngay. Thế còn con người xác thịt đấy, thì họ chỉ nghĩ về xác thịt thôi. Thế là con người Babylon ấy, lộn xộn ấy, con người cũ đấy.
nó chỉ nhìn bề ngoài thôi. Tức là bề ngoài của nó, tức là có mắt nhìn thấy đấy, tai nghe thấy, mũi ngửi thấy, mắt đấy, cảm nhận thấy đấy, đấy nó bề ngoài thôi. Bề ngoài nói với con người xác thịt đấy, con người Babylon đấy anh chị em ạ. Để Chúa đang dạy chúng ta đấy, để chúng ta biết bóc tách con người mới, con người cũ ta sao đấy. Những cái sự gì bề trong nhá, sự gì mà tâm linh ấy, dò xét theo giá trị của Chúa, đấy là con người bề trong anh chị em ạ. Amen. Còn cái bề ngoài nó chỉ nhìn bề ngoài thôi. Đấy là chính là Babylon đấy. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện đập đá Babylon thì nó đấy thì phải nhìn ra nó là nó là cái con người mà hay tính toán bề ngoài, hay suy xét của bề ngoài, suy xét theo điều gì mình nhìn thấy, mình nghe thấy, chứ không theo lẽ công bình. Mà Chúa nói tôi ta ngày đến ngày không ngày xét đoán không theo điều gì mắt ngài nhìn thấy, ngài không xét đoán theo điều gì theo tai nghe thấy, mà ngài xét đoán theo lẽ công bình. Amen. Thầy bày trong. Amen. Đấy là con người tâm linh đấy. Chúa nói ta đến như chúng ta đã đọc nhiều đoạn kinh thánh như thế rồi, nhiều lần chúng ta đọc được kinh thánh như thế rồi. Thế thì con người tâm linh, con người bề trong đấy, con người thật, con người mới của mình nó như vậy đấy. Nên vì thế khi chúng ta đọc kinh thánh chúng ta đã nhìn thấy luôn kể cả cái gọi là cái sự mà tin Chúa nữa, cái người làm theo đạo đấy, theo đạo Chúa Giêsu đấy, theo đạo tin lành đấy, đấy nghe thì có vẻ oách lắm đúng không? Thế nhưng mà đến nó đến là thằng Babylon anh chị em ạ. Nhưng khi chúng ta nói theo Chúa Giêsu theo cái đấng mà cái đạo nó dẫn đến đấy, đấy luật pháp dẫn đến đấng Christ đấy, đấng Christ đấy, tóm lên đi đấy ngài. Amen. Tất cả cái chuyện và lời ngài phán ra đấy, ngài bảo với chúng ta đấy, thì cũng để chúng ta có quan hệ với Chúa và để giống ngài và làm theo thôi. Amen chị em. Amen. Cái điều mà chúng ta nghe cái điều răn của Chúa đấy, xong để chúng ta học theo cái điều đấy thôi, để chúng ta nhận biết Chúa thêm thôi, chứ phải học, chứ Chúa đưa từng điều răn xong cứ bám điều răn, xong chẳng thèm để ý đến cái đấng ba điều răn là cái gì cả. Anh em có thấy nghịch lý không anh chị em? Yeah. Thì cũng như nghịch cái gọi là cái gì nhỉ, cái sự mà không được gọi là tốt lành ở đây, rằng là đấng ban điều răn cho mình thì mình chỉ có bám điều răn thôi, xong chẳng thèm để ý đến cái đấng ban điều răn, cái đấng ban phước cho mình thì mình bám phước thôi, nhưng không thèm để ý đến đấng ban phước, cái đấng ban sức giàu đấy thì để ý đến sức giàu thôi và không để ý đến chính đấng sức giàu, cái đấng mà ban sự dạy dỗ khôn ngoan cho mình đấy thì mình chỉ bám sự khôn ngoan, bám thông sáng thôi, nhưng mà không để ý đến cái, không bám vào cái đấng khôn ngoan thông sáng. Anh chị em hiểu ý rõ chứ? Rõ chưa? Yeah. Tách được ra chưa? Tách biệt ra rõ chưa? Dạ. Yeah. Amen. Yeah. Vậy tất cả cái điều dạy dỗ tốt nào chẳng nữa đấy, đấy thì cũng chỉ là đưa về cái đấng Christ kia thôi. Như anh chị em cảm ơn Chúa về tôi chẳng hạn nhé. Tôi như là thầy dạy đấy, để dẫn đến Christ thôi. Mình tôn trọng cái thầy thôi, chứ không có nghĩa là mình bám cái thầy đi cả. Là mình bám cái đấng mà cái ông kia ông thầy ông đang nói đấy, cái đấng đấy để có quan hệ riêng đấng đấy, bám chặt đấng đấy. Và khi nói về đạo đấng Christ ấy, thì khi nói đạo đấng Christ là giáo lý đấng Christ, thì anh chị em hiểu giáo lý đấng Christ là gì không? Khi chúng ta nói giáo lý sứ đồ, giáo lý đấng Christ ấy, mà khi chúng ta đọc ở trong lịch sử hội thánh đấy, lịch sử giáo hội đấy, lịch sử Cơ Đốc giáo đấy, lịch sử đức tin Cơ Đốc đấy, thì trong đấy chúng ta hay nghe cái tên là gọi là giáo lý đấng Christ và giáo lý sứ đồ đúng không? Yeah. Đấy, giáo lý tông truyền đấy, giáo lý sứ đồ đấy, tức là Cơ Đốc nhân sơ khai đấy, Cơ Đốc nhân ban đầu đấy là quay trở lại giáo lý sứ đồ và giáo lý đấng Christ, thì đấy là cái gì đấy anh chị em? Đó là sự tỏ bày của Chúa. Vâng, không, sự tỏ bày là sau này tí mình nói sau, nhưng mà cụ thể là cái gì đó? Nam đâu rồi? Nam Hiến đâu rồi? Đó là đặc sự mà Chúa cho. Có nghe không? Vẫn nghe đúng không? Đó. Chứ không phải làm gà đúng không? Ừ, làm nghe xong rồi làm gà xong nhé. Được đi bắt gà. Nghe xong bước qua video. À được rồi. Xem nhưng mà vẫn nghe đấy. Đây này, giáo lý đấng Christ chính là cái điều gì mà Chúa Giêsu ngài dạy khi ngài còn trên đất anh chị em ạ, mà được ghi chép trong bốn sách Tin Lành đấy, đấy gọi là giáo lý đấng Christ anh chị em ạ.
thấy chưa? Thế còn giáo lý các sứ đồ là những cái bức thư của sứ đồ gửi ra. Anh chị em nhìn thấy chưa? Yeah. Đấy, giáo lý sứ đồ đấy thì đấy là những cái sự bày tỏ ra của họ khi họ có tương giao với Chúa Giêsu, họ nhận được điều gì đó rồi. Có thấy chưa? Nhờ chúng ta nhìn thấy cái điều này để chúng ta nhận tiếp nhá, để cho phát triển tiếp đấy. Vì Chúa luôn luôn làm điều mới mà, và Ngài không thay đổi đâu. Tức là Chúa Giêsu nhá, Ngài đến, Ngài mang cái hạt giống lớn đầu tiên là tảng đá góc nhà. Ngài dạy dỗ trực tiếp các môn đồ của Ngài, các sứ đồ của Ngài, thấy chưa? Các sứ đồ đấy nhận được sự dạy dỗ, nhận được cái hạt giống đấy vào trong mình. Chúa Giêsu được cất lên, nên chờ để đợi loài người biến đổi lại thế giới này thì Ngài mới quay trở lại. Thì lúc đó các sứ đồ đi thì các sứ đồ đã nhận hạt giống của Đức Chúa Giêsu rồi, và các sứ đồ phát triển lan hạt giống ra. Và anh chị em có thấy không, cái sự dạy của sứ đồ nếu mà nghe đọc về chữ đấy thì khác cái sự dạy về chữ của Chúa Giêsu, đúng không anh chị em? Có thấy không ạ? Yeah. Nếu mà viết chữ vào mực đấy thì Chúa Giêsu ngày phán, tức là Chúa Giêsu có bài giảng trên núi, Chúa Giêsu có bài lại cha chúng con trên trời, Chúa Giêsu nói về các thí dụ ngụ ngôn về nước trời ABC đủ đủ các thứ đấy, đấy là giáo lý Chúa Giêsu đấy, là đạo của Chúa Giêsu đấy anh chị em ạ. Yeah. Amen, anh chị mình thấy chưa? Đấy là đạo Đấng Christ đấy, đấy là giáo lý Đấng Christ đấy, tức là trực tiếp từ Chúa Giêsu đang nói khi Ngài trên đất. Thì người ta cái từ để chúng ta hiểu khi chúng ta nói về giáo lý Đấng Christ, tức là những cái lời mà Chúa Giêsu nói trực tiếp của Ngài khi ở trên đất. Nhưng nó tổng thể hết tất cả luôn á, nó đủ hết, tại vì chỉ cần thần của Chúa vào là mở hết cái đấy ra tiếp. Thì các sứ đồ đã được nghe rồi, các sứ đồ có thần của Chúa vào, các sứ đồ mới mở ra, đúng không? Vì có Thánh Linh của Chúa mà. Bắt đầu những điều gì mà Chúa nói rằng là ta đã dạy ngươi thì đến ngày đấy cái đấng đến đấy sẽ truyền bảo cái điều thì ta đã dạy ngươi đấy, nhắc nhở các ngươi đấy. Đấy bắt đầu họ mới nhớ đấy, họ mới hiểu ra. Cái điều trước đây họ nghe họ amen amen nhưng họ chẳng hiểu cái gì cả. Hay họ không dám hỏi. Thì bây giờ ấy là khi Thánh Linh của Chúa đổ xuống trong ngày lưu cuối tuần ấy, ấy thì bắt đầu làm sống lại luôn cả những lời mà Chúa dạy họ. Họ bảo, hiểu rồi. Thế này. Thế này. Thế bắt đầu họ đi, họ rao giảng cái lời đấy và theo cái phong thái của họ thì đạo thì họ nói ra, họ đọc ra, họ nói ra, thế là ra giáo lý sứ đồ. Thấy chưa anh chị em? Amen. Yeah. Đấy, và họ viết lại lá thư đấy. Amen. Gửi cho đội gửi chú kia đấy. Xong rồi gộp lại trong Kinh Thánh đấy. Xong có cái đại hội đồng bắt đầu họ nhóm lại tất cả những lời đấy, xong thành lời Kinh Thánh đấy. Anh chị em ạ. Nhưng mà thành lời Kinh Thánh như thế không biết đủ hết đâu. Bởi vì là khi chúng ta view trong Kháng Cách thì họ chỉ tin là có 66 sách thôi, đúng không? Yeah. Nhưng mà Hội Thánh Công Giáo thì lại tin bao nhiêu? 73 cuốn, đúng không? Yeah. Rồi còn Hội Thánh gì nữa? Hội Thánh gì? Hội Thánh Chính Thống Giáo Phương Tự Phương Đông nữa, 80 mấy cuốn đấy, 85 hay 83 hay 85 hay 87 cuốn rồi đấy, 80 mấy cuốn sách nữa. Thế cơ. Trong chỗ này chúng ta không cãi nhau hết là cái này đúng cái gì sai anh chị em ạ. Bởi vì những cái cuốn sách kia đấy cũng là một số cuốn sách nào đấy của các sứ đồ viết mà anh chị em ạ. Nhưng vì cái lý do gì đó trong cái đại hội đồng đấy mà tại sao họ không duyệt được thôi. Thế thôi, chúng ta không có phủ nhận hết tất cả cái đấy. Mà nếu trong Kháng Cách ấy, thì người tin lành Kháng Cách ấy, thì gọi cái sách thừa đấy gọi là ngụy kinh. Anh chị em ạ. Gọi như vậy, họ gọi cái từ đấy như vậy. Mà dù cái đấy là vẫn cần để tham khảo anh chị ạ. Nhưng mà phải tham khảo theo cả sự dạy dỗ của Chúa Giêsu nữa. Thì cái điều ấy, cái điều khốn khổ khốn nạn của nhiều người ta đấy là họ đọc những cái giáo lý đấy để dưới cái sự mà tách ra khỏi Chúa Giêsu. Nhưng trong đó các giáo lý sứ đồ đấy, sứ đồ viết đấy là cái điều gì? Là hợp lý, đúng với cái điều gì Chúa Giêsu dạy khi Ngài trên đất. Amen. Anh chị em ạ. Anh chị hiểu ý không? Đó, đấy cái điều quan trọng như vậy. Và chúng ta cũng vậy thôi. Chúng ta khi kỳ sau đó Chúa cũng dạy chúng ta rất nhiều điều. Đấy, thì chúng ta cũng tiếp tục ấy, trên giáo lý sứ Đấng Christ và giáo lý các sứ đồ, chúng ta phát triển tiếp. Anh chị em hiểu ý không ạ? Vì Chúa nói rồi mà, Chúa nói câu này ta còn viết muốn nhiều điều viết cho con lắm, nhưng không muốn bằng viết ở giấy mực đâu, tức là đừng có hạn chế.
Chú nói nhắc ở đây ấy, là nhiều điều ta muốn ban cho con nó không hạn chế ở giấy ở mực đâu, không hạn chế ở cái cuốn kinh thánh mà viết bằng chữ đâu. Amen. Trong giấy mực mà ta viết bằng chữ cho con ở kinh thánh đấy, nó chỉ là những cái điều gốc thôi đấy, để con từ đó con phát triển ra. Vì đối cần thất ấy, là ta ước ao đi thăm con đấy, chú muốn để đối mặt với con để cho sự vui mừng được đầy dẫy luôn, tức là chúng ta đã chọn lành mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời luôn đấy. Amen. Amen. Mục đích của thất sự dạy dỗ không... đấy, để có quan hệ. Vì thế mà tại sao chúng ta cứ toàn được dạy quan hệ sống với Chúa đấy, quan hệ sống với Chúa đấy, có thấy không? Quan hệ sống đấy nó khác hẳn nhá. Quan hệ sống khi quan hệ sống ấy, thì cái lời chia sẻ, lời giảng dạy của mình cũng đầy quyền năng và đầy sự khôn ngoan, đầy sự hiểu biết. Cái đó có phải là lúc mà khi em thấy giống như Chúa Giêsu nói, Chúa biết Cha và những người Chúa tỏ ra cho. Amen, vâng ạ. Đấy. Yeah. Chúa tỏ ra cho ai thì người ấy được biết. Vâng. Người yêu Chúa đấy, người yêu Chúa thực lòng mà Chúa yeah. biết đấy, thì Chúa nói rằng là kẻ đã yêu ta thì ta, Cha ta yêu lại. Chúng ta đến cùng người ở trong người, tỏ cho người biết ta. Dạ, yeah, đó. Đấy đó là cái người mà yêu Chúa sự đấy, Chúa biết mà. Vâng ạ. Nên Chúa đến, Chúa ở trong đấy và tỏ cho họ biết Ngài. Không phải tất cả ai tiếp nhận Chúa Giêsu đều được tỏ ra cho biết Ngài đâu, anh chị em ạ. Đấy, phụ thuộc cái chuyện trả giá của họ mà. Lòng họ yêu Chúa bao nhiêu thì họ nó mở được bấy nhiêu. Nó mở được bao nhiêu thì Chúa vào trong đấy từng đấy bấy nhiêu. Tức là họ nó cơ nghiệp của họ là Ngài đấy, lớn bấy nhiêu. Amen. Cơ nghiệp họ là Ngài lớn bấy nhiêu, vậy thôi. Chúng ta có thể mở miệng ra chúng ta ăn đấy. Ăn thì có một thìa cơm thôi, thì vẫn là cơm. Cái cơm trong miệng chúng ta vẫn là cơm đấy. Nhưng chúng ta mở miệng ra chúng ta ăn được một bát, hai bát, thì cũng vẫn là cơm đấy. Nhưng chỉ có nó nhiều hơn thôi. Amen chị em. Nó nhiều hơn thôi. Đức Chúa Trời trong chúng ta và Đức Chúa Trời trong người khác cũng như nhau cả. Thế nhưng mà khi Chúa nói về cơ nghiệp đấy, nó nói rằng là cái mức độ lớn của chúng ta trong Chúa ra sao. Như chúng ta đã dùng cái từ gì, dùng cái từ bóng tete mà tôi đã tỏ cho đã còn miêu tả cho anh em hình dung ấy, thấy không? Cái bóng tete nhé, là mua 10 bóng tete và chẳng hạn này, giống hệt nhau, kích thước, khối lượng, màu sắc chẳng hạn, thậm chí màu sắc luôn, chất lượng giống hệt nhau hết. Thế nhưng mà bắt đầu bơm bóng tete đấy, cái khí bơm vào đấy mà mở ra để cho bơm vào mà cái chỗ cái vòi bóng tete nó mở ra đấy, nó cho bơm bao nhiêu thì là bơm vào bấy nhiêu, đúng không? Có quả thì bé tí, có quả thì chẳng thổi tí gì cả, còn có quả thì to đùng. Nhìn thấy không anh chị em? Yeah. Chúng ta đã lấy thí dụ đấy thôi để chúng ta nhìn thấy đấy. Thì chúng ta những người mà mở lòng ta với Chúa, yêu Chúa, vì thế mà cái ý chí của mình như là cái mở cái ống của cái bóng tete bóng ấy, bóng bay đấy, nó mở ra và Chúa cứ thế vào thôi, và cứ thế mình cứ thổi to đùng lên, mình cứ to đùng lên thế thôi. Xong rồi choán chỗ to đùng. Thế còn bóng tete khác mà nhỏ đấy, nó bị chèn ép, nó bị chèn hết ra mọi bên, bởi vì nó không chịu to mà. Và mình trở thành là cái chỗ nương dựa cho nhiều cái bóng tete khác. Yeah. Cái bóng tre cho họ. Đấy. Thế mà khi mà chú nói rằng là bây giờ đạo đấng Christ là cái gì? Đạo đấng Christ hay là giáo lý đấng Christ ấy, là nói về tình yêu của Chúa, đúng không? Nói về tình yêu thương, nói bản chất của Chúa Trời. Khi Chúa Giêsu nói tất cả điều gì Chúa dạy đấy, ở trong Kinh Thánh ấy, bản chất Chúa Giêsu dạy đấy, đầu tiên Chúa nói rằng trước hết mọi sự, trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, sự công bình của Ngài, đúng không? Thế là ngay trong Matthew đoạn 5 đoạn 6 đấy, những cái bài những bài giảng đầu tiên của Chúa đấy, bài giảng trên núi, những bài giảng đầu tiên của Chúa đấy, đúng không? Yeah. Rồi cả trước hết mọi sự tìm kiếm nước trời, sự công bình của Ngài, định sự đầu tiên của Ngài đấy, nó tóm gọn hết trong đấy đấy. Rồi Chúa dạy dỗ cắt nghĩa về các ta lân,
các nghĩa về cái chuyện đuổi quỷ ra sao, những kẻ nói tiên tri giả, tiên tri ABC ra sao, bị đến ngày đấy là Chúa tách ra dê mới chiên ra sao, những kẻ mà không hầu của Chúa ra sao mà vẫn cứ tưởng hầu được rồi vì nó không làm cho người bé mọn của Ngài mà, thế là không hầu được Ngài, thế mà nó cứ tưởng rằng là họ đang hầu của Chúa khi họ cũng đi làm các công việc từ thiện. Chúng con vẫn làm ấy chứ, chúng con vẫn đi, Chúa thấy ở tù chúng con vẫn đi thăm ấy chứ, Chúa thấy trần, chúng con thấy Chúa thường chuồng chúng con vẫn cho mặc ấy chứ, thấy Chúa đói vẫn cho ăn ấy chứ. Nhưng Chúa bảo không, ngươi không làm cho ta. Đấy, những điều Chúa nói đấy giáo lý Đấng Christ anh chị em ạ. Và Chúa nói yêu kẻ thù của mình đấy, đúng vậy không? Yêu cái công bình của Chúa đấy, đấy giáo lý đấy, giáo lý của Ngài đấy. Dù giáo sứ đồ là cái gì mà sứ đồ nói tiếp, nhưng mà cũng trên cơ sở giáo lý của Ngài hết, bởi vì nó không bao giờ đi ngược lại giáo lý của Chúa Giêsu cả, nó chỉ phát sinh ra từ giáo lý của Chúa Giêsu thôi. Và cái giáo lý sứ đồ tiếp tục của chúng ta đang được học đấy, và chúng ta cũng phát triển của mình đấy anh chị em ạ. Chúng ta cũng có giáo lý sứ đồ mà Chúa lấy chúng ta là tác giả của cái giáo lý đấy, anh em hiểu ý không? Tức là sứ đồ nhá thì có tác giả của tác giả chính là Đức Chúa Giêsu rồi. Đấy. Nhưng tác giả của cái giáo lý tiếp là các sứ đồ. Nhưng khi chúng ta được dạy dỗ đấy, một ai trên đó dạy chúng ta xong, chúng ta cũng phát triển sự dạy dỗ đó thành một giáo lý sứ đồ tiên tri mà chúng ta là tác giả. Anh chị em hiểu ý không ạ? Vâng. Đấy, nó hay như vậy đấy. Nên chúng ta cần phát triển và đấy là cơ nghiệp của mình đấy. Cái tin lành ấy mà mình đựng đấy, như lần trước chúng ta học đấy, là chúng ta đựng cái của báu đấy trong chậu bùn đất đấy. Đấy, cái giáo lý đấy, cái sự dạy dỗ đấy mà chúng ta có được đấy, đấy nó chính là cơ nghiệp của mình đấy anh chị em ạ. Chúng ta đã được dạy rồi, nó không có gì mông lung đâu. Những cái người ngu dại họ không hiểu, họ nghĩ từ nghiệp ở nhà cửa ruộng vườn con cái, con đàn cháu đống, họ cứ tưởng đấy cơ nghiệp, thì đấy là cái con mắt của Babylon nó nhìn như vậy, con mắt của con người cũ nó nhìn như vậy, nó nhìn y như ở trong thế gian nhìn thế thôi, còn Chúa thì nhìn cái khác. Và chúng ta con người mới đấy phải nhìn theo cách nhìn của Chúa, thì Đức Chúa Trời đấy, cái giáo lý dạy dỗ của Ngài, sự dạy dỗ của Ngài đấy, nó trở thành cơ nghiệp của chúng ta đấy. Và Đức Chúa Trời là cơ nghiệp của mình, tâm mình mở ra bao nhiêu, trong lòng mình bấy nhiêu. Và câu 7 có nói thế gian đã giải ra nhiều kẻ dỗ dành, tức là kẻ chẳng xưng Chúa Giêsu lấy xác thịt mà đến. Tức là trong này chúng ta nhìn thấy nhé, có hai yếu tố đúng không? Chúa Giêsu Christ và lấy xác thịt. Ở đây không chỉ nghĩa là về nhân tính Chúa Giêsu đâu anh chị em ạ. Vì đã nói từ Giêsu Christ là đã nói về con trời con người và Giêsu Christ rồi anh chị em ạ. Yeah. Chúng ta biết, chúng ta học bài Chúa Giêsu Christ là ai rồi. Để nói đến con trời là gì, con người là gì, Giêsu là gì, Christ là gì. Đúng không? Trong đó Christ cũng là có nghĩa là cả là vua, cả là quan xét, cả là tiên tri, cả thầy tế lễ. Bởi vì thế cái giáo lý nào đấy mà nó ngăn cản đấy thì không phải giáo lý của Đấng Christ anh chị em nhé. Yeah. Anh chị em ạ, cái giáo lý nào mà thiếu cái phần đấy đấy thì nó không trọn vẹn nhỉ? Thậm chí là nó còn giả khác cơ. Bởi vì là nhiều kẻ nó chỉ lấy cái phần nhỏ thôi, xong nó bẻ cái đấy đi, xong làm đi thái cực, xong lệch luôn. Vì thế mà Chúa Giêsu là đầy đủ hết, con trời, con người, Giêsu Christ. Trong Kinh Thánh đã những cái bài giảng mà tôi nói về, tôi chia sẻ về Chúa Giêsu Christ là ai đấy, đã chia sẻ đầy đủ hết về cái gọi là cái khía cạnh đấy rồi. Nói tóm gọn thôi, chứ không phải nói phân tích tí một mà, nhưng mà đủ để hiểu rồi. Thì khi nói là Đấng Giêsu Christ lấy xác thịt mà đến ấy, thì Chúa có nói khẳng định nữa cái điều ấy, là cái điều gì mà người học người nghe đấy, điều nó phải trở thành xác thịt, điều nó phải được hiện thân, nó phải hiện thiên ra trong đời sống của người. Nhiều kẻ đến chỉ nói Giêsu yêu bạn, nó yêu bạn lắm, thế nhưng đời sống công việc của họ đấy ngược lại, thì đấy không phải, đấy là kẻ dỗ dành anh chị em ạ, đấy là kẻ Antichrist anh chị em ạ. Alo, vẫn nói danh Chúa nhá, rồi nói yêu nhá, đời sống họ ngược lại, đấy là Antichrist đấy, đấy là thằng Babylon đấy. Yeah. Chúng muốn để chúng ta phát hiện ra,
đời sống chúng ta cũng có những thằng như vậy mà. Chính đời sống của chúng ta đấy, cái con người cũ của mình ấy, nó cũng thế đấy. Nó yêu. Hai vợ chồng yêu nhau, thế xong rồi cãi nhau mà mình hỏi. Đánh cãi nhau, đòi ly dị. Ô đấy, cái gì là thế nào? Thì đấy, thằng Babylon ấy. Nó đây. Không có con người mới mình đâu. Mình nhận ra đấy. Cái thằng đấy, thằng Antichrist ấy, mặc dù vẫn nói là Giê-xu yêu Chúa đấy. Thế nhưng nó đấy, khi mà nó về ngoài nó tỏ ra đấy, thì nó như vậy đấy chị ạ. Đấy, và chúng ta nhìn thấy những cái hội thánh nào, những cái mục sư nào đấy, họ bày tỏ ra, ở đây chúng ta không phải xét đoán họ đâu, mà chúng ta nhìn thấy để đoán định, anh chị em ạ, để mà biết phân biệt phải trái. Bóc tách là cái người đấy là họ đang sống con người cũ, và chính con người cũ ấy, nên nó mang luôn cái giáo lý giả đấy, anh chị em ạ, tức là nó không xưng Chúa Giê-xu lấy thịt mà đến ấy. Để lấy xác thịt mà đến ấy, có nghĩa là phải bày tỏ ra về ngôi lời trở nên xác thịt mà. Ngôi lời trở xác thịt. Ví dụ chúng ta nhìn thấy nhiều những cái thảm cảnh chúng ta đọc thấy trong học trong giáo trong địa lịch sử Cơ Đốc giáo, đúng không? Rồi cả hiện tại nữa chúng ta nhìn thấy nữa. Những tình trạng bao nhiêu các mục sư linh mục trợ giáo hoàng trưởng lão chấp sự đấy cứ nói yêu. Thế nhưng mà lại là những cái kẻ mà cực kỳ tích cực trong việc mà sao ạ? Trong việc mà phân rẽ, trong việc mà gọi là cạnh tranh người nọ người kia, cách bỏ người nọ cách bỏ người kia, không chơi người nọ không chơi người kia, đấy, chị em thấy không? Yeah. Alo. Yeah. Anh chị em nhìn thấy ví dụ như anh chị em đã từng trong hội công giáo đấy, và tôi ở trong kháng cách cũng như là nhìn thấy nhiều điều trong tin lành kháng cách. Còn anh em trong tin lành công giáo đã từng ở đấy rồi, và chúng ta nhìn thấy đấy, khi mà xác thịt nó hòa thuận với nhau đấy, tức là nó chơi với nhau hòa theo xác thịt đấy thì không ok, không sao cả. Thế nhưng mà khi mà mình bắt đầu đi theo thánh linh của Chúa đấy thì bắt đầu xác thịt nó nổi lên, và những người kia họ ghét mình thế nào, có thấy không? Trước đây họ rất là yêu mình nhá, có vẻ như thế, rõ ràng có vẻ rất yêu mình, nhưng mà vâng, tại vì hồi đấy mình cũng tưởng họ yêu mình cơ, và mình cũng tưởng là mình yêu họ với xác thịt cơ. Tại vì lúc đấy là vì toàn sống trong Babylon cả mà, bị làm tù binh cả, làm sao biết được cái gì, có sự sáng đâu mà biết, trí khôn đã gọi là tối tăm mà, làm sao có nhìn thấy. Thế khi mà bắt đầu cái chuyện xảy ra mà Chúa nhắc mình ra sự sáng đấy, thì bắt đầu mình ấy, Chúa nhắc mình ra sự sáng này. Tại sao mình gọi Chúa nhắc mình ra sự sáng? Bởi vì thứ nhất là mình nhận biết Chúa Trời này, mình yêu Ngài hơn này, thứ hai nữa mình yêu cả họ nữa, thì đấy là nói rằng mình đang trong sự sáng đấy anh chị em ạ. Amen. Vì Chúa nói thôi mà, kẻ nào mà gọi ghét anh em mình thì kẻ ấy còn trong bóng tối mà, trong sự tối mà, trong sự tối tăm mà, thì tối tăm là mù lòng họ mà, với là kẻ ghét giết người mà, kẻ mà ghét anh em mình ấy thì vẫn còn trong sự tối tăm, là kẻ tự dối mình. Thế thì khi mà chúng ta khẳng định rằng chúng ta là trong sự sáng, bởi vì chúng ta yêu họ, chúng ta vẫn tiếp tục yêu họ, chúng ta tiếp tục chia tay với họ, đúng không? Trong lòng chúng ta xác định điều đấy, và chúng ta thể hiện bề ngoài chúng ta cũng làm điều đấy, không những chỉ một lần rồi. Thế nhưng những người kia chúng ta khẳng định là trong bóng tối, bởi vì những giáo lý của họ là giáo lý giả dối rõ ràng. Khi chúng ta học thì chúng ta nhìn thấy giáo lý giả dối họ rõ ràng luôn. Thứ hai nữa, sự thể hiện của họ đấy là rõ ràng là sự thể hiện của cái người không yêu mình thực sự, là trong bóng tối. Bởi khi chuyện xảy ra họ ghét mình, họ tẩy chay với mình, đúng không? Họ gọi điện cho đội chỗ kia ấy để đừng chơi với mình nữa, coi mình là tà giáo. Yeah. Thấy không? Thấy không anh chị em? Có. Để thấy rõ đấy. Thấy rõ đấy, đấy là chính là kẻ theo xác thịt đấy. Đấy là kẻ mà chẳng xưng lấy Chúa Giê-xu lấy xác thịt mà đến đấy. Chính nó đấy. Chúa Giê-xu còn nói là yêu cả kẻ thù của mình cơ mà. Thế còn khi mà trong Kinh Thánh có nói rằng vì người nào chào hỏi họ, tức là giữ công việc ác của họ đấy, tức là không rước họ vào đấy. Ở đây rước họ vào đây ấy, không phải nghĩa đen đâu anh chị em ạ. Anh chị em hiểu ý không? Nếu mà hiểu theo nghĩa đen đấy, thì thành ra mình chẳng có chơi một người nào trong thế gian cả. Thì nếu là sai trái rồi. Cái rước họ vào nhà là rước vào nhà mình, tức rước vào đời sống của mình anh chị em ạ. Cái người Do Thái chẳng hạn nhé, họ có phong tục đấy, khi họ chào hỏi nhau nhé, thì cả tiếng đồng hồ anh chị em ạ. Họ lôi hết cả ruột gan họ ra họ kể. Để họ hòa quyện với nhau đấy. Cái sự chào hỏi của người Do Thái đấy. Họ hiếu sát khách thế mà.
họ hòa quyện nhau, chứ không có chuyện rằng là à, đừng cho nó vào, không cho nó vào nhà nữa, không tiếp nó theo cái kiểu nghĩa đen. Bởi vì như thế nó sẽ ngược với sự dạy dỗ của Chúa. Chúa nói ngay cả sứ đồ cũng thế, sứ đồ cũng nói là hãy ân cần tiếp khách, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì có khi là tiếp sứ đồ mà không biết, à tiếp thiên sứ mà không biết, đúng không ạ? Thế chứ không có chuyện đuổi họ đi. Nên là đừng có hiểu theo nghĩa đen. Ở trong đây đấy, vì nhiều người ngu dại đấy, hiểu nghĩa đen, mà chính cái kẻ mà Antichrist, chính kẻ mà đạo đức giả đấy, thì họ lại hay bị vấp vào theo nghĩa đen, anh chị em ạ. Vì sao? Vì họ chỉ nhìn, họ nghe thấy điều gì mắt họ thấy, tai họ nhìn, họ hiểu theo cái trí óc đông cảng họ thôi. Đấy, nên họ mới mắc luôn bẫy của ma quỷ luôn, vì nó không chịu đào sâu, mà là cái loại người không chịu đào sâu trong lời Chúa mà, nên là cái mảnh đất của họ là mảnh đất đầy sỏi đá mà, anh chị em ạ. Sỏi đá của những sự mà bẩn thỉu cứng lòng của Babylon mà ma quỷ nó để sót lại đấy. Vì thế lời Chúa vào ấy, họ không có dễ, nên họ không có sâu, nên họ nghe lời Chúa họ amen, xong họ nhìn thấy câu đấy không chào hỏi nó, thôi họ nhìn thấy mình chẳng hạn, bắt đầu họ gườm gườm nhá, họ gườm gườm nhìn như kẻ thù ấy, xong bày tỏ cả cái sự đấy ra, lộ ra mà cho cả dân ngoại nhìn thấy, dân ngoại nhìn thấy những cái người đấy những gườm gườm, họ bảo ô chúng mày làm sao đấy hả, chúng mày hội thánh thì chúng mày cãi nhau này à. Xong có người họ sợ ấy, có người họ đang chơi với mình chẳng hạn, họ đang chơi mình, lúc mình nói với họ về Chúa và mời họ đến hội thánh, họ bảo là anh rất là quý Chúa chẳng hạn, thế nhưng mà anh thấy là anh sợ, anh rất sợ là anh vào hội thánh có khi sau này lại có chuyện xảy ra, anh em lại ghét nhau còn hơn cả nữa, anh sợ lắm, anh nhìn thấy cái chuyện này đấy, anh nhìn thấy đấy, cái anh này anh kia với chú đấy là như thế, thì anh sợ chưa? Tức là họ quý mình, họ chân thành, họ nói như thế, anh chị em hiểu ý không ạ? Dạ. Mặc dù sau này họ có thể là ghét mình về những chuyện khác, thế nhưng mà họ đã nhìn thấy điều đấy rồi, để họ nhìn thấy, và khi họ mà tin, họ mà sợ là vào Chúa đấy, vào trong hội thánh, để họ nhìn thấy cái tấm gương xấu. Là cái ghét nhau còn kinh hoàng hơn cả dân ngoại. Đó. Và chúng ta cũng đọc trong lịch sử hội thánh đấy, lịch sử giáo hội, lịch sử cơ đốc giáo đấy, cái sự tàn hại kinh khủng nhất không phải là dân ngoại nó diệt đúng không, mà sự tàn hiệu kinh khủng nhất đó là ngay trong hội thánh của Chúa tàn diệt lẫn nhau, kẻ này nuốt kẻ khác. Yeah. Mới kinh hoàng hơn. Còn khi dân ngoại mà khi diệt dân của Chúa đấy, thì là dân Chúa lại càng mạnh. À, lại ngược lại cơ. Dân ngoại mà đánh dân Chúa đấy thì dân Chúa lại càng mạnh, lại cái bản tính của Đức Chúa Trời trong họ lại càng yêu thương, lại càng sâu sắc hơn. Thế nhưng mà khi mà bắt đầu dân Chúa đánh nhau ấy, thì tôi phải mới thê thảm, thấy nó còn kinh hoàng luôn. Diệt nhau trong nội bộ đấy mới là kinh hoàng nhất. Nên anh chị em mới thấy đấy, cái sự đau đớn nhất anh chị em chịu phải đấy, là sự đau đớn ở trong gia đình đúng không, trong người thân, nó hơn sự đau đớn ở bề ngoài. Yeah. Của người ngoài. Đấy là nguyên tắc rồi anh chị em ạ. Nên vì thế mà những cái người mà gọi là Antichrist giả đấy, những người đồ giả đấy, những kẻ mà chối Chúa đấy, những kẻ mà dỗ dành đấy, những kẻ mà là trưởng lão, những kẻ là mục sư, những kẻ là trang bày, những kẻ là trưởng nhóm, có vẻ lãnh đạo đấy, những kẻ là mang tên giáo hoàng, sứ đồ, tiên tri, thầy đạo tiên lành, thế nhưng mà nó đưa cái sự dạy dỗ để mà không yêu thương người kia anh chị em ạ. Yeah. Để mà cạnh bỏ người kia theo tính xác thịt, tẩy chay người kia. Nên vì thế mà chúng ta nhớ nhé, trong anh chị em phải nhớ đấy, trong hội thánh chúng ta đấy, chúng ta được học về theo Chúa thôi mà, nên chúng ta phải tiếp nhận tất cả mọi người. Amen. Chúa Giêsu mà, Chúa Giêsu ngài còn tiếp nhận tất cả mọi người, thì tại sao chúng ta là ai mà không tiếp nhận? Amen. Phải tiếp nhận, phải yêu tất cả mọi người, họ ghét, họ chửi mình mà kệ. Thì mình biết cách xử lý thế thôi. Chuyển hết tất cả cái chửi ghét của họ sang con người cũ. Thế thôi. Và mình vẫn tiếp tục yêu họ. Và càng yêu hơn. Vì thấy cái người này bệnh nặng, họ đã sắp chết, thì cần phải cứu họ hơn nữa. Chứ không phải là thấy nó sắp chết rồi cho chết luôn. Họ đang bệnh mà. Thì phải cái sự thương xót họ hơn nữa. Chứ phải ghét họ. Giáo sư, cái đoạn này nói bà là tượng trưng cho hậu thánh phải. Bà này vâng, lên một cái trưởng lão vâng, ở trong hội thánh thôi. Một cái người nữ chấp sự, vâng, nữ của Chúa. Nhưng mà cũng thể nói như là hội thánh cũng được. Vâng.
cũng có thể tượng trưng cho người, tại tất cả người nữ nào ấy, chúng ta cũng không chỉ giới hạn người nữ về mặt vật lý anh chị em ạ, mà khi nói về người nữ đấy là có nói về Sion hoặc nói về Babylon, là nói chung rồi. Amen. Chúng ta nhìn sâu hơn mà, chúng ta nhìn sâu hơn, nhìn tổng thể hơn, chúng ta nhìn tổng thể sau đến vào chi tiết, chúng ta nhìn tổng thể tập thể sau đó nhìn vào cá nhân. Đấy, phải đi hết từ phần nọ sang phần kia. Nên là cái sự đạo Đấng Christ ấy cần phải bày tỏ ra, cái sự dạy dỗ của Đấng Christ cũng như dạy dỗ các môn đồ, hay là để dẫn mình đến với Chúa Giêsu, để cho mình nhận biết Chúa Giêsu được hơn nữa, thêm nữa, thêm nữa, và được gặp mặt nói chuyện với Ngài đầy dẫy, và sự đầy dẫy của Ngài, sự chọn lành của Ngài đầy dẫy cho chúng ta. Chúng muốn là như vậy, để không bị giới hạn bởi những cái đạo, những giáo lý nào đó, mà nhớ là tất cả các đạo của giáo lý của chính Chúa Giêsu hay giáo lý của đấng, của các sứ đồ đấy chỉ là các phương tiện để dẫn mình đến với Đấng Christ mà thôi. Amen. Amen. Mình không có tôn thờ cái giáo lý đấy, bởi tôn thờ giáo lý đấy là chính là tôn giáo đấy, chứ không gọi là tôn giáo đấy. Tôn giáo là tôn thờ giáo lý, anh chị em ạ, thấy không? Nhìn nếu mà dịch ra tiếng Hán Việt đấy, tôn giáo là tôn thờ, tôn kính giáo lý, giáo huấn. Đấy. Giáo huấn thì mình tôn kính thật, thế nhưng mà mình nhớ đấy, cái người mà theo tôn giáo khác hẳn người theo Chúa, đó là tôn giáo, cái gọi là cái giáo lý đấy là nó dẫn mình đến Đấng Christ. Nên nếu ai theo tôn giáo không như đấy, thì họ lại bỏ mất đi cái mục đích của cái tôn giáo nó đưa đến, là dẫn đến Đấng Christ. Anh chị em ạ. Vì thế mà tại sao thành ra tôn giáo nó trở nên ghê tởm trước mặt Chúa Trời đấy? Bởi vì nó lại dẫn xa Ngài mà. Nó lại không cho, lại ngược lại, nó không cho đáng em mục đích của nó phải đưa đến với Đấng Christ. Thì bây giờ nó lại còn đưa xa khỏi Ngài luôn. Xong nói là có rồi. Nên Chúa nói là phước cho kẻ có lòng khó khăn mà, nước thiên đàng kẻ đấy. Còn cái kẻ theo tôn giáo thì nó không khó khăn, nó nghĩ là nó có rồi, nó có đạo rồi. Nó có đạo Đấng Christ rồi, nó có đạo Tin Lành rồi. Nó có đạo Thiên Chúa giáo rồi, nó không cần nữa. Vì thế là khốn nạn luôn, nó mất phước luôn. Hallelujah. Nên chúng ta cần biết là trong sự mà giáo lý thật của Chúa, sự dạy dỗ thật của Chúa, và chúng ta làm thật đấy, đó là xưng Chúa Giêsu lấy xác thịt mà đến, tức là chúng ta không chỉ dạy về điều đó ở môi miệng mình đâu, mà ngôi lời phải trở thành xác thịt, anh chị em nhé. Tức là những điều dạy của Chúa đấy, chúng ta nhập thể đời sống của mình, chúng ta áp dụng tất cả cái điều mà Chúa nói, Chúa dạy mình đấy, để mà nhập thể đời sống của mình, cái giáo lý mà Chúa đưa vào mình đấy. Đấy, thì mục đích của giáo lý đó để mình sao ạ, gặp được Ngài, tức là giống hệt như Ngài, đúng không? Thế cái giáo lý đấy, tức là nó phải ra được bông trái của nó, tức là Đấng Christ ấy, lộ ra trong đời sống của chúng ta, lộ ra qua đời sống chúng ta. Amen. Thì đấy là bày tỏ được cái điều đúng thật, là cái giáo lý đã dẫn mình đến Đấng Christ, tức là Chúa Giêsu lấy xác thịt vào đời, tức là Chúa Giêsu đấy, là Chúa Giêsu ở trong chúng ta qua giáo lý viết vào đấy, chúng ta tiếp nhận đấy, là bây giờ mọi người nhìn thấy chúng ta là nhìn thấy Chúa Giêsu. Amen. Chúng ta là cái phần là chúng ta bày tỏ ra Chúa Giêsu đấy, và cả thế gian ấy nó phải chờ đợi, trong đợi con cái Đức Chúa Trời để bày tỏ ra, là chính như vậy đấy, chúng ta bày tỏ ra, thì đấy là môn đồ thật của Chúa. Ô lạy Chúa dấu yêu, chúng ta tạ ơn Chúa. Ô vì lời Ngài, tạ ơn Chúa vì mưu cầu chúng con. Nhu cầu chúng con luôn luôn là Ngài, Chúa ơi. Nhu cầu chúng con luôn luôn là Ngài, là Ngài, là Ngài, Chúa ơi. Ô ra sa ka da ba da bi che pa ra sa ka la ba ra bi ru su shi ka na ba ru. Ô ra ba ra bi ru su shi ka na ba ra ba ru ju ru su chu la ba ra sa ka ta thay. Cái điều gì mà chúng con cứ tưởng như là nhu cầu chúng con dưới đất này, như là con cái, vợ chồng, cha mẹ, anh em, sức khỏe, tiền bạc, tài chính, giấy tờ, hội thánh, Chúa ơi. Ô tất cả cái điều đấy nó cũng như chỉ là các thầy dạy để dẫn đến Ngài mà thôi, Chúa ạ. Ora sakara, để cho chúng con về
Ô phải nhìn thấy qua điều đó để nhận biết Chúa thêm hơn nữa Chúa ạ. Ô để nhìn thấy tấm lòng của chúng con với cái điều mà Ngài đang cái giáo lý lấy hai cái năm đề đang dẫn chúng con đến Chúa ạ, để chúng con nhìn thấy bản chất trong chuyện đó. Ô Rasaka, vì Chúa muốn, ô Chúa khát khao rằng Chúa muốn điều muốn viết cho chúng con, nhưng Ngài không muốn viết bằng một giấy bằng mực Chúa ạ. Ô nhưng Ngài ước ao đi thăm chúng con để đối mặt với chúng con, nói chuyện chúng con Chúa ạ, hầu cho vui mừng của Ngài và của chúng con được đầy dẫy Chúa ạ. Ô thì cũng vậy thôi. Ô Rasaka, Ngài muốn qua tất thảy cái sự nan đề đó, Ngài Rasaka, Ngài muốn để thăm chúng con qua cái nan đề đó Chúa ạ. Ô Rasaka, Ngài muốn thăm chúng con qua nan đề đó, Ngài không chỉ muốn là dạy cái điều gì với chúng con bằng giấy bằng mực cho chúng con thế nào đâu Chúa ạ, để như Ngài tôn giáo giáo điều nào đó đâu, nhưng Ngài muốn dạy cho chúng con cái riêng tư, cái sống động Chúa ạ, mặt đối mặt cùng nhau qua cái nan đề đó Chúa ạ. Trong cái nan đề đó chúng con nhìn thấy Ngài, trong nan đề đó chúng con nhìn thấy ô tấm lòng của Ngài, nhìn thấy cách thức mà chúng con phải thay đổi ra sao để giống Ngài Chúa ạ. Khi nan đề về con cái thì chúng con phải hiểu rằng ô chúng con phải có tấm lòng người cha người mẹ ra sao. Ô khi nan đề về cha mẹ chúng con phải hiểu rằng chúng con ô phải có tình cha con ra sao cho đúng Chúa ơi. Khi nan đề về anh em thì chúng con cũng phải nhìn thấy ô vấn đề về anh em ô trong Chúa thế nào. Sakadan về vợ chồng cũng vậy, để chúng con hiểu thấy cái nan đề giữa Đấng Christ với hội thánh ra sao Chúa ơi. Sakadabadaburusu và nhiều điều khác ạ. Ô để chúng con nhìn thấy ô những điều sự dạy dỗ của Ngài, nhìn thấy được Ngài trong những điều đó Cha ơi. Chúng con không muốn là kẻ chỉ có đi theo sự dạy dỗ của Ngài, mà chúng con muốn kẻ đi theo Ngài Chúa ạ, những kẻ giống hệt như Ngài Chúa ạ. Chúng con hoàn toàn không muốn là người theo đạo Chúa ạ, mà chúng con muốn người theo Ngài. Chúng con muốn hơn nữa Chúa ơi. Ô Chúa ơi, để tất cả điều gì Ngài nói Ngài dạy cho chúng con Chúa thì chúng con phải bày tỏ lộ ra Chúa, lộ ra trong xác thịt chúng con. Ô để như chúng con hệt như Ngài là ngôi lời, ô trở đến xác thịt ở giữa chúng con đầy ơn lẽ thật. Ô thì cũng vậy thôi, chúng con cũng lời Ngài thành thịt chúng con. Ô và chúng con cũng ở giữa loài người, ở giữa cộng đồng chúng con, ở giữa dân tộc chúng con, ở giữa gia đình chúng con, ở giữa người thân thiết chúng con Chúa. Ô và đầy ơn lẽ thật của Ngài Chúa ơi, để họ ngắm nhìn chúng con như là ngắm nhìn vinh hiển của con một đến từ Đấng Cha Chúa ạ. Thì cũng ô để họ nhìn thấy chúng con là nhìn thấy Chúa Trời. Ô chúng con không chỉ là những bức thư sống của Chúa Trời thôi đâu Chúa ạ. Ô để họ đọc được dễ thôi đâu. Ô nhưng họ nhìn thấy chúng con, họ nhìn thấy Chúa Trời Chúa ạ. Ô Rasakadabaraburusokadabaraburusokadabaru. Ô vì mong ước Ngài như vậy, mong ước của Ngài là muốn muôn vật này ô phải đang trông mong, trông đợi con cái Đức Chúa Trời đã bày tỏ ra Chúa ơi. Ô nhưng con cái Chúa Trời ngày nay thì không được bày tỏ vì họ không có sự dạy dỗ đúng mực Chúa. Ô vì Babylon đều cáng, ô ngăn cản họ, ô và họ đã quyết định cho Babylon ô nhiều hơn là nghe Đức Chúa Trời Chúa. Ô Rasakadababurusokadabaru. Ô vì vậy mà ô họ chết như là các muôn vật trong thế gian và không có hiếm có con cái Chúa bày tỏ, Ngài bày tỏ mình ra, bày tỏ Đức Chúa trong họ ra. Ô ra sao khi chúng muôn vật phải bị đau đớn, ô phải rên xiết, ô vì tội lỗi. Ô nhưng chúng con có chúng con đây Chúa ạ, hãy xa chúng con đi. Ô hãy vui lòng sử dụng chúng con Chúa ơi. Ô ra sakadababuru, tiếp tục vui lòng sử dụng chúng con Chúa ạ. Ô ra sakadababuru, để chúng con thực hiện đáp ứng tất cả nhu cầu của Ngài Chúa ạ. Ô nhu cầu của Ngài ô là dùng chúng con ô để mà làm câu trả lời cho thế gian hư vất này Chúa ạ. Đó nhu cầu của Ngài. Ô nhu cầu của Ngài Chúa ạ. Sakadabaraber, nhu cầu của chúng con là được muốn Ngài dùng ô là khí cụ trong tay của Chúa một cách hiệu quả nhất Chúa ạ. Ô ra sao để muôn vật được biến đổi Chúa ơi. Ô để muôn vật được biến đổi, ô thì để Chúa Giêsu chúng con từ trời ô xuống, vì Ngài chính Ngài đang khát khao xuống. Ô chính Ngài khát khao xuống Chúa ạ. Ô ra sakra, ô những câu nối cuối cùng khách hải huyền của Ngài nói rằng lại Chúa Giêsu xin hãy mau đến, lại Chúa Giêsu xin hãy mau đến Chúa ạ. Đấy là chính Ngài, chính Ngài đang khát khao, Ngài mong muốn đến. Ô đấy chính Chúa Giêsu, chính Thánh Linh, Chúa Cha đang khát khao để Chúa Giêsu đến Chúa ạ. Ô nhưng mà ngày hôm nay bao nhiêu con dân Chúa, bao nhiêu hội thánh trong sự ngu dại của mình bị làm phu tù Babylon, ô mà cản trở Chúa Trời không cho Chúa Giêsu đến, mặc dù vẫn cầu nguyện này xin, vẫn làm các công việc xác thịt, ô mang tính chất tôn giáo như kia, cầu nguyện gọi khen thờ phượng theo của tôn giáo đó Chúa ơi. Orasaka, nhưng mà chỉ tập trung vào đó mà không biết ý muốn của Ngài để bày tỏ Ngài ra Chúa. Orasaka dabamurosochidibarabarazakabuyo, và trong danh Chúa Christ ở đây, ô trong thẩm quyền lớn của Ngài, Chúa đập nát tan hết tất thảy cái nhu cầu khốn nạn đó Chúa. Orasa, Chúa đập tan hết tất thảy các nhu cầu mà họ mang vào trong nhà của Ngài Chúa. Orasaka, các nhu cầu của Babylon, ô mà mang trong nhà của Ngài, Saka không những chỉ khí cụ, không những chỉ dạy dỗ thôi đâu Chúa, kể cả nhu cầu của con cái Chúa, cái nhu cầu nào
mà không đẹp lòng Đức Chúa Trời, cái nhu cầu nào mà mang sự bẩn thỉu ô uế là chỉ giải quyết nhu cầu cá nhân, nhu cầu xác thịt, nhu cầu của linh hồn, nhu cầu của mà không theo trật tự của Ngài, Chúa ạ, thì chúng con đổ hết ra khỏi nhà chúng con, Chúa ạ. Shakadabarabanyu, chúng con đuổi hết kẻ ra khỏi nhà chúng con, Chúa ạ. Như Chúa nói rồi, nếu ai đến cùng chúng con mà không thèm cái đạo đấy thì chớ giữ họ vào nhà và đừng chào hỏi họ, Chúa ạ. Ồ, vì vậy mà tất thảy cái nhu cầu nào đó mà nó đến chúng con, Chúa ạ, ồ, thì chúng con không cho cái nhu cầu vào nhà của mình. Ồ, chúng con không chào hỏi cái nhu cầu đó, chúng không quan tâm cái nhu cầu đó, chúng đạp hết nhu cầu đó đi trong danh Chúa Giêsu. Shakad, chúng không cần, không thèm đến nó nữa. Ora sakadabanyu sokanabanyu ora babarasakadab bất kể cái nhu cầu nào mà không theo ô sự dạy dỗ giáo huấn của Ngài, Chúa ơi, ô chúng con không mời nó vào nhà, không rước nó vào nhà, chúng con không coi nó nhu cầu nữa, Chúa ạ, ô chúng không thèm nó nữa, trong danh Chúa Giêsu con đuổi nó ra. Vì vậy trong danh Chúa Giêsu, Chúa ơi, ngày hôm nay chúng con cầu nguyện cho nhu cầu của chúng con, Chúa ạ, và Chúa ô bởi thánh linh của Ngài, bởi sự khôn ngoan bày tỏ Ngài, Chúa ạ, để giúp chúng con giả soát lòng dạ của chúng con. Ô, như Ngài dò xét lòng dọ là người vậy. Để chúng con nhận thấy cái nhu cầu nào mang tính chất xác thịt, nhu cầu nào mang tính chất Babylon, ô thì chúng con vâng lời của Chúa ở đây mà nói, ô không đem chúng nó vào nhà, không rước vào nhà chúng con nữa, không thèm chào hỏi nó nữa. Ô đa sa, nếu nhu cầu đó là vợ chồng con cái cha mẹ, ô nếu mà nó là như nhu cầu nhưng nó không mang cái tính chất mà mang đạo của Chúa Giêsu đến, ô thì chúng con đuổi nó ra. Ô và không còn nhu cầu đó nữa, Shakadava, và nó không còn nhu cầu đó nữa, Shakadava, vì chúng con không chào hỏi nó, chúng con không giữ công việc ác của nó. Ô ra Shakadava, để cái việc mà nếu mà đáp ứng được cái nhu cầu đó, nhu cầu xác thịt đó thì khốn nạn cho chúng con mất. Ô là Babylon nó lại làm sống lại cho chúng con mất, Chúa ơi. Ô cái ý muốn, ô cái mong muốn của Babylon nó lại được thỏa mãn mất. Ô thì thằng Babylon đó nó lại được nuôi bởi cái nhu cầu đó và nó lại trở lớn và nó chèn ép chúng con mất, Chúa. Vì vậy mà chúng con không bước vào nhà. Shakadabarabarasakandru. Ô nguyện Chúa sự khôn ngoan chúng con, sự khôn ngoan trong những kính sợ Chúa để chúng con bóc tách một cách rõ ràng ra, Chúa ơi, để trong cái nhu cầu nào chúng con biết rằng nó có mang đạo của Đấng Christ vào không, Chúa ơi. Shakadabarabarasakandru. Nó làm sáng danh Ngài không, Chúa ơi? Nó có mang cái thực sự là cái bản chất của Đức Chúa Trời không? Hay là chúng con chỉ tìm do cá nhân của mình, tìm để mà đáp ứng được cái sự chữa lành riêng cá nhân của mình, để sự an ủi riêng cá nhân của mình, Chúa ạ? Mà không biết nhu cầu của Ngài, không biết sự dạy dỗ của Ngài. Chúng tạ ơn Cha, chúng cảm ơn Chúa thật nhiều, Chúa ạ. Ngài là nhu cầu chúng con, và thực sự Ngài là nhu cầu chúng con, Chúa ạ. Ngài là muôn muôn nhu cầu chúng con, Chúa ơi. Chúa là nhu cầu chúng con là Ngài. Ô chúng con được muốn ăn bởi Ngài, uống bởi Ngài, hít thở bởi Ngài, Chúa ạ. Ô da sakaraba, chúng con muốn tất cả mọi thứ bởi Ngài hết, Chúa ạ. Ô vì quả thật tất cả chúng con mọi sự đấy, mọi sự trong thời gian này ăn uống ngủ nghỉ hít thở, Chúa ạ. Ô dạy dỗ học hành, Chúa ạ, tất cả là bởi Ngài, từ Ngài đến Ngài cả, Chúa ạ. Ô da sakaraba, không phải của chúng con, không phải của thế gian mà của Ngài, của Ngài hết, Chúa ơi. Ô vì nhu cầu đây, nhu cầu là của Ngài hết, Chúa ạ. Ô tất cả là trong ngày hết, Chúa Giêsu ơi. Ô ra xa, Chúa ơi, hãy mặt đối mặt cùng chúng con. Ô hãy mặt đối mặt cùng chúng con, Chúa ạ. Ô thết á thết cùng chúng con, Chúa ơi. Ô ra xa calabara, để chúng con đối diện cùng với Ngài. Ô ra xa calabara, để lòng chúng con trong sạch và nhìn thấy Ngài, Chúa ạ. Ô vì phước cho kẻ lòng trong sạch nhìn thấy Đức Chúa Trời, chúng con yêu Ngài, Chúa ạ. Ô và nguyện lòng chúng con là trong sạch, ô ngay giờ này trong sạch luôn luôn mãi mãi, Chúa ạ, để chúng con nhìn thấy Chúa, nhìn thấy bản tính của Ngài. Ô để chiêm nghiệm Chúa và tất cả bản tính của Chúa trở thành bản tính chúng con, Chúa ơi. Ô để sự chọn lành của Chúa, ô làm hoàn thiện tất cả sự bất toàn chúng con, để Chúa trở nên chọn lành trong Ngài. Hallelujah, chúng tạ ơn Cha. Ô mọi vinh hiển dâng cho Ngài, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Linh. Amen. 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 Tạ ơn Chúa. À, như vậy là trong cái lời cầu nguyện vừa rồi đấy, thì vừa khai phá ra đấy, thì Chúa Thánh Linh cũng nhắc nhở luôn, cái kẻ mà không đem đạo ấy vào nhà đấy, thì chính là không phải con người thôi đâu, mà chính là cái nhu cầu đấy anh chị em nhé. Nhu cầu. Vâng, nhu cầu đấy. Chúng ta nhìn sâu hơn đấy. Vâng. Cái nhu cầu đó, thí dụ như là người vợ, người chồng, ví dụ chúng ta đang cầu nguyện cho vợ, cho chồng, cho con của mình. Đấy. Mà nó không mang đạo của Chúa vào đấy. Cái nhu cầu đấy, nhu cầu qua người vợ, qua người chồng, qua người con đấy, mà không mang cái lời vào thôi, vất ra ngoài. Không qua nhu cầu nữa. Amen. Bỏ đi. Để khi mình chỉnh lại theo đúng nhu cầu ấy thì mới được đem vào nhà. Amen. Amen.
Amen.